bất quá vậy thì thế nào đâu. Hắn mặc vào cái này tả tơi khôi giáp, trong lòng có chút tò mò, nhưng vào lúc này, khôi giáp kia bên trong truyền tới một chút thần niệm, tụ vào hắn ấn đường. Một hồi hỗn loạn sóng gợn cấp tốc truyền ra, thật giống như sinh ra cảm ứng nào đó, vậy trôi lơ lửng ở quang biển trên mặt trời gay gắt kim thuyền cũng bị hút tới, soạt một tí, chui vào khôi giáp bên trong biến mất không gặp. Bịch bịch, tiếng chuông, người tiến vào nhóm trong đó, tiếp liền phát ra này cùng đánh sáp lá cả kim thiết tiếng, có người không cầm chắc trong tay bảo vật cùng vũ khí, lại là bị một cổ cường đại hấp lực mãnh kéo đi, bay vào rách dưới khôi giáp trong đó. Một ít thực lực cao mạnh, người phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng đem vũ khí thu vào không gian cất đồ trong đó, lúc này mới miễn cho một kiếp. Tên kia trên mình khôi giáp, rốt cuộc là gì? Này cùng hấp lực vậy quá đáng sợ. Cái này rách dưới khôi giáp hấp thu không thiếu vũ khí sau đó, bắt đầu phát ra lười biếng ánh sáng, hơn nữa là ở tu bổ trên người rách dưới động. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, tiếp theo mới nhớ tìm Diệp Thần muốn vũ khí bảo vật. Nhưng Diệp Thần bị vậy ấm áp lực lượng tràn ngập, thần hồn vậy được dễ chịu, mới hiểu cái này khôi giáp lại có cắn nuốt chức năng. Hắn không nói hai lời, quyết định thật nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chạy về phía vậy quang minh biển một đạo lối ra, tốc độ giống như là một đạo sao rơi, sắp đến không tưởng tượng nổi. Đám người kia đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần lại sẽ lâm trận chạy trốn. Chớ chạy, ngươi tên tiểu tử thúi này. Đáng chết, đoạt chúng ta đồ liền muốn chạy, đồ vô sỉ, ăn ta một quyền. Một đám người rối rít bộc phát ra thanh âm tức giận, rồi sau đó đuổi theo. Thượng quan Vân sửng sốt hồi lâu, cái này mới phản ứng được, sắc mặt đổi được có chút cổ quái. Xem ra không cần hắn động thủ, đều có người đối phó Diệp Thần. Vòng xoáy kia lối vào, vang lên một hồi sao hỏa, Diệp Thần trên mình, khôi giáp đổi được càng ngày càng nguyên vẹn, một bộ phận không lành lặn đã tự chữa xong, lực lượng mãnh liệt giống như là cuồng triều, ở Diệp Thần trong cơ thể sôi trào. Diệp Thần thậm chí cảm nhận được liền bộ khôi giáp này cùng mình trong cơ thể luân hồi huyết mạch đồng tình, liền thần hồn cũng làm run run, hắn mừng rỡ không thôi, mặc dù đối với cái này khôi giáp lai lịch không biết được, nhưng chỉ cần là kiện bảo vật, liền đáng có. Nếu như kết hợp xích trần thần mạch hoàng kim chiến giáp, phỏng đoán có hiệu quả. Ước chừng tiến về phía trước đến nửa đường lúc đó, Diệp Thần cảm thấy cơ hội xong hết rồi, liền bỗng nhiên dừng lại thân hình, quay đầu lại, chỉ gặp sau lưng mười mấy thiên kiêu, khí thế hung hăng chạy tới. Thiên kiếm phái phế vật, lại có thể chơi đánh lén, xem chúng ta không đem ngươi xé xác. Những người này không thấy Diệp Thần một mình đấu Chu Cửu Hề cùng Thượng Quan Vân cảnh tượng. Vì vậy đem định nghĩa là thiên kiếm phái phế vật, chỉ là tình cờ lấy được một món bảo vật mà thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn không có dùng bất kỳ thần thông, mà là thúc dục thần niệm, bơm vào đến khôi giáp kia trong đó, nhất thời tiên đạo hơi thở tràn ngập ra, sáng ngời tia chớp vô cùng kinh người, ngưng tụ chung một chỗ, cho dù đi qua rất lâu năm tháng, cũng sẽ không tiêu tán. Vậy tiên đạo hơi thở nhất thời bành trướng ra, hóa là sắc bén mũi nhọn, chạy về phía những cái kia khí thế hung hăng thiên kiêu. Bọn họ tại chỗ liền sợ ngây người, không nghĩ tới Diệp Thần còn có thể tới một sóng giết ngược, một khắc sau, bị những cái kia quang chấn động đến hộc máu, rối rít lui về phía sau, đụng vào vô tận vực sâu. Những người này vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể giấu giếm thực lực, bọn họ có ngừng thân hình, ánh mắt hoảng sợ, có chính là rớt vào vậy vực sâu không đáy, bị xé thành mảnh vỡ, không còn tồn tại. Hắc ám thâm uyên yên tĩnh vô cùng, lúc này lại là châm rơi nghe. Diệp Thần xuyên qua vậy phiến quang vũ, tiếp tục đi xuống bí mật đi, chỉ chớp mắt chính là 4.000 trượng, 5.000 trượng, rất nhanh liền tới 10.000 trượng, hắn không biết cái này mảnh không gian còn bao sâu, nhưng tuyệt đối không có mấy người có thể đi tới nơi này. Tới đạt nơi này sau đó, Diệp Thần trên mình khôi giáp ánh sáng đại thịnh, tản mát ra cực kỳ hào hùng sức sống, hơn nữa trong mơ hồ có sấm sét vần quanh. Một chút lại một tơ điện hồ, từ hư không chỗ sâu tràn ra. Diệp Thần mong xuống phía dưới, híp mắt lại. Hắn phát hiện dấu vết chiến đấu, nhìn thấy mà giật mình máu dính vào vực sâu vách đá thẳng đứng bên trên, sấp xỉ khô khốc, nhưng mà vẫn tiết lộ ra quỷ dị âm u khí lạnh. Đến nơi này, những múi hoa kia biến thành đen thui màu sắc, so với trước khi rực rỡ tươi đẹp đỏ tươi, lộ vẻ được càng quỷ dị khó lường. Cái này cùng cảnh tượng đã xuất hiện nhiều lần. Tất nhiên là hai cái cực kỳ cường đại sinh linh tranh đấu sau đó dấu vết lưu lại.
Diệp Thần theo cái này cùng cảnh tượng, đi về trước thăm dò, quả nhiên phát hiện một cái không lành lặn không đủ cổ lộ, còn có tích tích vết máu hướng bên trong lan tràn. Xem ra chỗ này địa phương không giống tầm thường. Diệp Thần ở trong lòng hạ định kết luận, sau đó bước ra bước chân đi bên kia đi, mà vào lúc này, một cái tròn vo bóng người từ trên trời hạ xuống, kêu to vọt tới. Cầm ta mặt trời gay gắt kim luân trả lại. Vậy nhóc mập quả đấm, uy lực hạo như khói biển, ngưng tụ giống như thương mang lực lượng, mười phần sáng chói kinh người. Diệp Thần không biết cái này nhóc mập là lợi dụng vì sao loại thủ đoạn đuổi theo tới, khá có chút hiếu kỳ. Đang tìm thường thiên kiêu bên trong, nhóc mập có lẽ có thể gọi là ưu tú, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, hắn thực lực còn chưa đủ xem. Diệp Thần vận dụng hư bia và hư linh thần mạch, nháy mắt tức thì rời hình đổi ảnh, giống như quỷ mị. Nhóc mập tới một cái một lần, quả đấm rơi chỗ không, đánh vào không khí trên, gì đều không mò được. Mười mấy quyền xuống, thành khẩn bộc phát ra mãnh liệt linh lực, liền chính hắn cũng có chút chịu không nổi. Có bản lãnh ngươi liền chớ núp, cùng ra ra ngươi quyết tử chiến một trận. Nhóc mập trừng mắt trợn tròn, khí hò hét nói. Diệp Thần vậy di động thân hình hơi ngừng, lãnh đạm mặt mũi xuất hiện ở nhóc mập trước mặt. Ta không tránh, Diệp Thần liền buông tay, nhàn nhạt nói. Nhóc mập lại là một quyền vung đi qua, mà lần này hắn thân hình bỗng nhiên mà đổi, chuyển đổi phương hướng, oanh đi Diệp Thần thân hình bên kia. Ta liền xem ngươi làm sao tránh. Nhóc mập tựa hồ là dự trù, Diệp Thần sắp tới bên này, vì vậy vui vẻ cười to nói. Nhưng là một khắc sau, nắm đấm của hắn lại rơi vào khoảng không. Nụ cười trên mặt vậy nhất thời đọng lại. Ta cho tới bây giờ cũng chỉ là ở bình thường tản bộ mà thôi, là ngươi tốc độ quá chậm. Diệp Thần lãnh đạm tiếng từ nhóc mập sau lưng vang lên, nhất thời làm hắn trong lòng chợt lạnh. Huyền Hải lúc nào có loại quái vật này? Thậm chí vượt ra khỏi quái vật, mà là thần ma. Nhóc mập sợ hãi, cũng không có nhường Diệp Thần có thu tay dự định, Diệp Thần năm ngón tay chấn động một cái, một cổ lực lượng vô hình phun trào. Phịch đích một tiếng, nhóc mập bị hung hăng đập trúng sau ót, hơi thở chấn động, ý thức ùm ùm vang, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Người chơi đánh lén, nhóc mập đau bệnh tim thủ hô lớn. Phịch, Diệp Thần rời hình đổi ảnh, đi tới nhóc mập trước mặt, hư không một cước hung hăng đá vào trên bụng của hắn. Nhóc mập con người tràn đầy kinh hoàng, tâm cảnh đều có chút rối loạn, hắn ừng ực lật hết mấy vòng, cuối cùng bốn chân hướng lên trời, đổ xuống đất không lên nổi. Cái này mấy cái công phu quyền cước bên trong, cất giấu Diệp Thần luân hồi chi đạo cùng với Hồng Quân lão tổ một ít tương quan võ đạo, có thể tiến vào nhóc mập trong cơ thể, phong tỏa hắn đan điền cùng khí hải. Và Hồng Quân lão tổ có liên quan võ đạo, có thể không chỉ là nhằm vào bề mặt đả kích. Như thế nào, hiện tại còn muốn thử một lần sao? Diệp Thần đi tới nhóc mập trước mặt, hai tay chắp sau lưng, thần sắc lãnh đạm, cười hỏi. Nhóc mập thở hổn hển, không ngừng lắc đầu, không tới không tới, hôm nay cái ra ra coi như là trong cống ngầm lật thuyền, gặp phải ngươi như thế cái quái vật. Diệp Thần lại đi trên người hắn đạp một cước, đem nhóc mập đá được gan mật sắp nứt. Ngươi là ai ra ra? Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Ta, là ngươi. Phịch. Lại là một cước, mà lần này trực tiếp cầm nhóc mập đá ra thật xa, một cổ vĩnh hằng và khí tức hủy diệt vờn quanh hắn quanh thân. Thương thế cũng không nhẹ. Nhóc mập rơi xuống đất thời điểm, đã sưng mặt sưng mũi, bị đánh không chịu được. Lòng hắn bên trong nghi hoặc không dứt. Mình từ nhỏ vậy không ít bị cha đánh, coi như là da thô thịt dày, làm sao đến nơi này người trong tay biến thành trái hồng mềm. Lại cho ngươi một lần cơ hội, Diệp Thần đã nặn vang lên xương ngón tay khớp xương. Nhóc mập khóc không ra nước mắt. Ta là cháu trai, cháu trai. Hắn trong lòng ủy khuất vô cùng, nằm trên đất hù hù khóc lên. Diệp Thần nhìn cái này nhóc mập, tức giận vừa buồn cười. Cút đi, không muốn đợi ở chỗ này. Lấy ngươi thực lực, xuống chút nữa đi chỉ sẽ nộp mạng. Diệp Thần bước chân đạp một cái, khí lưu vô hình ngay tức thì đem nhóc mập chấn động bay, chỉ bất quá lực đạo nhẹ vô cùng, hàm chứa một món chập chờn. Nhóc mập thân hình cấp tốc lui về phía sau, tiếng gió từ bên tai đổ nghịch gào thét thổi qua. Hai mắt ngấn lệ trong mông lung, nhóc mập gặp được một đạo kiếm quang, tựa như vậy phóng lên cao thần tiêu, chém gãy liền cổ kim, đâm xuyên qua bầu trời. Đó là hạng to lớn thần tư, cơ hồ muốn áp đảo thiên địa này bên trên, liền nhóc mập gặp được, đều không kinh tâm thần chấn động.
Hắn lui về phía sau thời điểm, bị chạy tới tông phái hộ vệ cản lại, cùng đồng hành còn có Thượng Quan Vân các người, vậy Huyền Cơ Nguyệt chẳng biết lúc nào không thấy bóng dáng. Thấy hắn sao? Thượng Quan Vân lập tức hỏi nhóc mập. Nhóc mập gật đầu một cái, ngay sau đó sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Thượng Quan Vân biết hắn nhất định là ở Diệp Thần trên tay bị thua thiệt, liền cố ý dùng một lần phép khích tướng, cái này nhóc mập tính cách vốn là nóng nảy, khẳng định không chịu nổi như vậy làm nhục cùng không giải. Đến lúc đó cầm hắn đi đánh trận đầu, tất cả loại vũ khí và pháp bảo cũng hiến tế đi ra, trước suy yếu Diệp Thần thực lực nói sau. Bất quá Thượng Quan Vân ngay sau đó có chút ngạc nhiên, bởi vì nhóc mập cũng không có bị lừa, ngược lại là ý Hưng Lan San phất phất tay. Các ngươi đi đi, ra mệt mỏi, không muốn quản những chuyện xấu này. Những người khác không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ở bọn họ nhận biết trong đó, cái này Đại Nhật Tông nhóc mập, cũng không phải là cái sẽ để cho mình người chịu thua thiệt. Bọn họ nơi nào biết, nhóc mập trong ý nghĩ, một mực hiện ra Diệp Thần sử dụng vậy kinh thiên một kiếm hình ảnh. Như vậy hùng hồn vĩ đại kiếm ý, hắn chưa bao giờ gặp qua, có lẽ đã vượt qua mảnh thiên địa này hạn chế, trở thành đại đạo căn nguyên kiếm. Cha hắn đã từng nói, gặp phải như vậy cao thủ, liền muốn dài chút đầu óc, không muốn cùng bọn họ đối nghịch, muốn cùng hắn kết giao trở thành bạn. Nhóc mập suy nghĩ một chút, cảm thấy cha hắn nói rất có đạo lý. Mà khoảng cách bọn họ rất sâu chỗ rất xa, Diệp Thần đã vận dụng hư linh thần mạch, đi tới một mảnh hư vô không gian. Chỗ này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Diệp Thần phát ra nghi vấn. Có lẽ chỉ có cùng hắn đến vực sâu phần đáy, mới sẽ biết, vừa lúc đó, hắn cảm ứng được một chút quen thuộc hơi thở, liền đi bên kia tìm kiếm. Nơi đó là một mảng lớn khô héo máu, bất quá còn lưu lại chút mới mẻ vết máu. Không phải từng chút, mà là một phiến. Diệp Thần đi tới nơi này phiến vết máu trước, người xổm người xuống, lấy năm trưởng cần phải. Hắn có thể từ trong suy đoán ra chút nhân quả tới, đó là không lâu trước còn sót lại hình ảnh, dẫn đầu tràn vào đầu, là một đôi ngao du chân trời vũ dực. Tiếp theo vậy bốn phía khu vực, mới có một ít bể tan tành miếng vảy, mấy cây gãy lìa lông vũ, Diệp Thần thấy cảnh này, ánh mắt rét một cái. Hắn coi như là rõ ràng, lúc đầu cái này bị đánh chết lại là một đầu côn bằng. Màu tím miếng vảy ngâm nhuộm ở máu tươi trong đó, tàn tạ không có sức, còn sót lại trước nám đen dấu vết. Dựa theo cái này cuồn cuộn tin tức để phán đoán, đầu này côn bằng chí ít cũng là nửa bước thiên quân cấp bậc, diễn hóa võ đạo sau đó, có lẽ sẽ càng cường đại hơn. Coi như không đánh lại kẻ địch, côn bằng chui thiên xuống đất phương pháp cũng có thể chạy ra khỏi nơi đây, bảo toàn tánh mạng. Mà đến nơi này, lại là bị rất miễn cưỡng giết chết, không có thể chạy khỏi. Vậy rốt cuộc là như thế nào cường đại sinh linh, mới có thể ở nơi này vực sâu trong đó không chút kiêng kỵ? Hơn nữa đánh chết côn bằng. Vực sâu vách đá hai bên trên còn có trận pháp, tuyệt đối sẽ không cho phép một cái người như vậy phách lối ra vào. Như vậy giải thích cũng chỉ có một, đánh chết côn bằng thần bí sinh linh, không chịu cái này vực sâu cấm chế ảnh hưởng. Diệp Thần sát vách đá tiếp tục đi xuống, đúng như dự đoán, dọc đường nhìn thấy đều là dấu vết chiến đấu, sát khí ngất trời, thậm chí có côn bằng chí tôn cốt đều bị ném ở một bên, bị lực lượng thần bí cho hòa tan một nửa. Thấy cảnh này, Diệp Thần thần sắc đổi được ngưng trọng. Côn bằng nhất tộc toàn thân cao thấp, đều là chế tạo cao nhất thần khí tốt vật liệu. Nhất là cao cấp côn bằng, thậm chí Hồng Quân lão tổ năm đó luyện chế 33 thiên thái thượng thần khí lúc đó, cũng ở trong đó sáp nhập vào côn bằng thân thể dùng nguyên liệu. Như vậy có thể gặp, côn bằng thân xác có bao nhiêu vững chắc. Nhưng hiện tại khối này côn bằng cốt nhưng bị hòa tan, không thể không làm người ta cảnh tỉnh. Đầu kia sinh linh tuyệt đối có vô thượng lực lượng, hay hoặc giả là một cái cấm kỵ thai nghén ra, vô cùng có thể cùng kiếm ma tương quan. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn gặp được một đóa hoa sen. Hoặc giả nói là cây lobeli hoa hải cốt, hắn yên tĩnh xúc đứng ở nơi đó, Diệp Thần luân hồi huyết mạch ngưng tụ hai tròng mắt, mở luân hồi thiên nhãn, chưa từng phát hiện trong đó có sinh cơ. Hắn không hết hy vọng, tiếp tục vận dụng luân hồi thánh hồn thiên lực lượng. Lần này rốt cuộc thấy được một món tan biến thần hồn. Vậy thần hồn đã tiêu tán mà chết, chỉ để lại nhàn nhạt hơi thở, còn sót lại tại trong hư không. Có thể Diệp Thần vẫn có thể đoán được, này đóa hoa sen ở biến mất trước cực kỳ mạnh mẽ. Hắn thận trọng đem cái này đóa hoa sen thu vào, bỏ vào bầu trời hoàng tuyền đồ trong đó. Cỏ nhỏ từ từ lại gần, nó cũng không biết cái này hoa sen là thứ gì,
bất quá chỉ chốc lát sau, cỏ nhỏ vậy tột đỉnh xanh biếc ánh sáng, lại chuyển biến thành màu trắng nhạt. Mà cỏ nhỏ chủ động nâng lên cái này nửa đóa hoa sen, trở lại thúy trúc chỉ bên trong. Diệp thần còn không cách nào xác nhận cái này đóa hoa sen rốt cuộc là thứ gì, lại từ vì sao tới, nhưng hắn rõ ràng, có thể để cho cỏ nhỏ gần gũi đồ, nhất định không phải tà ác vật. Diệp thần tiếp tục đi tới trước, lúc này mới phát hiện mình đã tới vô tận vực sâu phần đáy nhất. Ở nơi này phía dưới, xương trắng dày đặc, vừa nhìn vô tận, tuy vô sinh mệnh đặc thù, lại có thể căn cứ khung xương, đoán được chút lúc còn sống đặc thù. Những sinh linh này, khi còn sống đều là thuộc về chủng tộc cường đại, chỉ tiếc năm tháng quá mức rất xưa, khung xương cũng đem gần phai mờ. Từ vậy thời kỳ viễn cổ bắt đầu, thì có cường giả lục tục tiến vào kiếm này vẫn không gian từ trên vách đá rơi xuống, cũng hoặc là bị hút thành phấn vụn. Diệp thần thấy cảnh tượng như vậy, liền biết được nơi này nhất định có địa phương quỷ dị. Trước mắt không gian bị hỗn độn chìm ngập, Diệp thần chỉ phải tiếp tục đi tới trước, sau đó hắn liền ở đó không tiếng động chỗ gặp được một cái ngai vàng. Vậy ngai vàng tán lạc năm màu chói lọi, làm Diệp thần đến gần lúc đó, nhưng phát hiện tế đàn này gần ngay trước mắt, nhưng xa cuối chân trời cho người một loại hoảng hốt hời hợt cảm. Cái này to lớn ngai vàng rốt cuộc là người nào lưu, đối ứng vậy một loại viễn cổ sinh vật. Hết thảy các thứ này cũng không biết được. Thất lạc ở hư không chỗ sâu thần bí ngai vàng, chính là tượng trưng cho bàng bạc vô biên lực lượng, ở vào xa xưa cùng giải đất thần bí, biểu dương vương giả trói lọi. Ở đó vô tận hư không tản đi sau đó, Diệp thần mới nhìn rõ vậy ngai vàng là vì sao hình dáng. Hoặc là nói hắn vậy xem được không quá xác thực, chỉ là có mơ hồ đường danh. Ngai vàng toàn thân do thần bí vật chất tạo thành, ghế ngồi rộng rãi, không giống như là chứa loài người. Hơn nữa vậy hai bên tay vịn bên trên còn có mênh mông hỗn độn đồ đằng. Chí cao vô thượng, vô cùng là thần thánh. Cái này hắc ám ngai vàng trong đó sảm tạp một chút khí thức thần thánh, lộ vẻ được có chút ngạc nhiên cùng quái dị, nhưng lại hồn nhiên sẵn có, giống như mới sinh. Diệp thần vốn là lấy là vậy đạo tiếng kêu, là cũ nát màu bạc khôi giáp truyền tới. Nhưng hắn hiện tại phát hiện cũng không phải là. Một đạo nhẹ giọng kêu truyền ra, rất yếu ớt rất mong manh. Cơ hồ không cách nào phát hiện, nhưng lại là chân chân thật thật tồn tại. Diệp thần đứng ở tại chỗ, nội tâm đang tại thiên nhân giao chiến, trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch sôi trào, phát ra khát vọng tiếng. Nhưng là thần hồn cùng trực giác nhưng nói cho hắn, không có thể đi qua. Vậy tôn ngai vàng đang kêu gọi hắn, mặc dù thần thánh trang nghiêm, vô cùng mạnh mẽ, nhưng là tuổi quá mức rất xưa, liền phát ra hư không đồng tình cũng không làm được. Bành! Ngai vàng tựa hồ là nổi giận, tản mát ra hỗn độn đen nhánh ánh sáng, cổ xưa thần bí, thuộc về xa như vậy cổ trong thời kỳ tiên đạo. Hai bên tay vịn giống như cự thú, chấn động không dứt, xuyên phá liền thời không, tựa như mang theo muôn vàn quy tắc, hiển hóa ra. Trong loáng thoáng, Diệp thần tựa hồ muốn nhìn thấy vậy ngai vàng chữ to, hắn ngưng tụ toàn bộ tâm thần, không dám thở ơ. Bỗng nhiên, lóe lên ánh sáng theo nhau mà tới. Giống như là một món khác từ viễn cổ xuyên thấu mà đến hỗn độn khí, đem cái này thần quang cắt đứt. Bão gầm thét, sấm sét vạn quân. Kinh người dị tượng, cắt đứt Diệp thần tầm mắt, cũng để cho quy tắc của nơi này không cách nào chân chính hiển hóa. Diệp thần thần sắc bỗng nhiên biến đổi, hắn biết được là có loại nào đó lực lượng vô danh đang ngăn trở hắn, không để cho hắn thấy vậy ngai vàng chữ. Nhưng càng như vậy, lại càng kích phát lòng hắn ở giữa ý chí chiến đấu. Diệp thần trực tiếp thúc dục trong cơ thể mạnh nhất luân hồi huyết mạch, bước ra một bước, bàng bạc mãnh liệt thần quang, giống như là mất đi tinh thần ở giữa sát ý, thẳng chạy về phía vậy hư không ngai vàng. Sấm sét cùng gió lốc lớn liều mạng ngăn trở, nhưng là ở luân hồi huyết mạch cao nhất dưới sự uy áp, đổi được cực kỳ yếu ớt. Vương giả giận dữ, bát phương chấn động. Diệp thần thừa dịp này cơ hội, bước chân vào vậy ngai vàng thuộc lãnh vực, thấy rõ ngai vàng chân thực hình dáng. Nhưng ngay tại hắn bước vào một khắc trước, ngai vàng chữ vậy biến mất không gặp. Diệp thần trong lòng buồn rầu, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể trước nghiên cứu cái này ngai vàng tới. Cái này tôn ngai vàng, phía trên vẽ có tất cả loại thần bí đồ đằng dính chung một chỗ, tựa như chuỗi thành một bộ lịch sử. Diệp thần bây giờ không có thời gian nghiên cứu những thứ này, hắn ánh mắt bỏ vào ngai vàng phần lưng, nơi đó có máu tươi hình thành một nơi dấu vết. Hơn nữa cái này tôn ngai vàng, toàn thân các nơi khác vẽ chư thiên tinh thần, cực kỳ thần bí mênh mông.
một món linh thức tàn niệm, từ vẫy ngai vàng bên trong truyền tới, tiến vào Diệp Thần ý thức trong đó. Diệp Thần đầu óc nhất thời một tiếng nổ nổ, tựa hồ đi tới một phiến rộng lớn bao la thế giới, tiến vào cổ xưa chiến trường, nhìn đầy trời thần Phật cùng yêu ma tàn sát lẫn nhau. Mà ở đó cổ xưa trong chiến trường, vậy một tôn ngai vàng bất ngờ đứng sừng sững, bị vô số yêu ma vây công. Ngai vàng du ngoạn người đưa lưng về phía Diệp Thần bên này, tuy là loài người thân hình, bộc phát ra khí thế, cũng không so mênh mông uy nghiêm, chút nào không thua tại vậy ngàn trượng vạn trượng thần ma đồ sộ Phật. Diệp Thần đại khái biết được, chính là người này triệu hoán mình tới đây. Vậy du ngoạn người muốn phá chiến trường, ngay trước mọi người chém giết, chém rách hư không, ngang dọc bãi hạp, là ở giữa đất trời này cường đại nhất tồn tại một trong. Vậy linh thức gọi Diệp Thần đi qua, vội vàng vô cùng. Diệp Thần nội tâm sinh ra một loại xung động, hắn muốn đi vậy phiến cổ chiến trường, cùng vậy thần tọa lên vương giả cùng đẫm máu chiến đấu hăng hái, bảo vệ quang vinh. Nhưng là, hắn linh hồn chỉ có thể ngừng ở chỗ này ngắm nhìn, bởi vì bên kia thế giới là mơ hồ, cùng hắn tới giữa, cách vô cùng vô tận mênh mông thần hải. Hơn nữa còn có đại đạo quy tắc, ngăn cản hai trước người phải, vậy phiến cổ chiến trường hiện tại có lẽ đang giao chiến, đánh ngàn năm vạn năm cũng không từng kết thúc. Nhưng là Diệp Thần nhưng không cách nào nhảy tới, bọn họ tới giữa cách vô tận năm tháng, trừ phi có đại năng giả từ bên kia tiếp đón, nếu không tuyệt không biện pháp đổ nghịch thời không. Vậy ngai vàng bị kẹt ở thời gian sông dài bên trong, chờ đợi cứu viện đến, nhưng Diệp Thần nhưng không cách nào là hắn cung cấp trợ giúp. Thật xin lỗi, ta không có cách nào giúp ngươi. Diệp Thần trực tiếp làm nói. Vậy ngai vàng chìm chìm nổi nổi, lại xuất hiện một màn nhân tính hóa bi thương, Diệp Thần nhìn hắn hành vi, không đành lòng muốn phân ra một chút luân hồi huyết mạch, xem có hữu dụng hay không. Cường đại huyết mạch lực, thì phải trốn vào trong hư không. Cùng vậy ngai vàng hư ảnh hòa làm một thể. Mà ngay lúc này, hắn đột nhiên run lên, sắp đến gần tòa kia ngai vàng đưa tay liền trở về, khống chế huyết mạch, nhanh chóng trở lại trong cơ thể, sau đó nhanh chóng rút đi. Hắn luân hồi huyết mạch trải qua sống lại luân hồi cọ rửa, đối với bất kỳ vui mừng, bi thương cùng với sợ hãi sâu hẳn cùng tâm trạng, đều có tự mình phán đoán. Chính là cái này tia luân hồi máu nói cho hắn, trước mặt đồ cũng không phải là hiền lành gì. Mơ mơ màng màng hư không tới giữa, hắn tựa như gặp được một cái bàn tay gây tội ác, đang đợi hắn bước ra một bước cuối cùng. Chỉ cần hắn một chạm được hư ảnh kia, liền sẽ lâm vào là con mồi, lại không trở mình chỗ trống. Hắn nhất thời tỉnh hồn lại, da đầu cũng đang tê dại, chỗ này địa phương quỷ dị âm u rất, hơi lơ là, có thể liền sẽ lâm vào là con rối. Đây là một loại mê hoặc thủ đoạn, chính là muốn hấp dẫn ta đi vào sao. Cho ra cực kỳ mê người điều kiện, chỉ sợ sẽ là muốn dụ cho người nhập bộ đi. Ta là luân hồi chi chủ, há có thể vào ngươi cái này phá cuộc. Diệp Thần một lời đâm phá cái này ngai vàng mục đích thật sự, hơn nữa nhanh chóng lui về phía sau, thoát khỏi cái này mảnh hư vô không gian. Vậy ngai vàng tựa hồ là thẹn quá thành giận, lộ ra vốn là bộ mặt thật, đem thần bí kia u quang rút lui đi sau đó, không lành lặn nhưng lại to lớn ngai vàng, lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Một đạo lưu quang lao ra, vô cùng sáng lạng, ngầm chứa ý định giết người. Bất quá đến hư không biên giới, lại bị vô hình dây thừng cho trói buộc, một chút xíu từ từ kéo trở về. Diệp Thần coi như là rõ ràng, cái này bên người tất cả ma khí cùng với ý định giết người, chỉ sợ sẽ là cái này ngai vàng chế tạo ra, mục đích chính là hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả đi vào. Xem những cái kia hài cốt, chỉ sợ cũng không phải giết lẫn nhau. Mà là bị thần bí này ngai vàng cho nuốt trọn. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi ra đầu tê dại. Cái này ngai vàng rốt cuộc cắn nuốt bao nhiêu thứ, mới có thể đạt tới hôm nay hiệu quả như vậy. Đang Diệp Thần tâm tư hoảng hốt lúc đó, có bóng người rớt xuống, xuất hiện ở ngai vàng bên bờ, bọn họ thống khổ vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì. Diệp Thần cũng không biết bọn họ từ vì sao tới, chỉ thấy được trong đó một tên người tuổi trẻ. Tại ngay lập tức tới giữa lão hóa, tóc đen đổi thành là tóc trắng, nguyên bản trắng nõn quang oánh ra ngay tức thì nhão. Hắn vùng vẫy, cuối cùng liền con người cũng rụng, da trực tiếp nứt ra, trong thân thể máu thịt cũng bị trước thời hạn hút sạch, một giọt máu tươi cũng lưu không ra. Diệp Thần thấy vậy kinh sợ như vậy, cái này ngai vàng quả nhiên rất đáng sợ, nếu như mới vừa rồi hắn nhích tới gần, hơn phân nửa cũng phải bước vào người trẻ tuổi này theo gót. Cái khác mấy người kiểu chết vô tận giống nhau,
có một người từ thanh niên khuôn mặt từ từ nhỏ dần, đổi được non nớt bóng loáng, hắn là ở nghịch hướng sinh trưởng. Nhưng mà nghịch kim nghịch, người liền hóa là lau một cái quang vòng, bót đích một tiếng biến mất không gặp. Vô luận là đang vẫn là phản, cũng được biến mất. Diệp Thần trơ mắt nhìn hai luồng lưu quang hướng vậy ngai vàng trào lên đi, ở hắn hai bên trên tay vịn hóa thành hai đạo dấu vết, những thứ khác hình vẽ giống nhau như đúc. Hắn con người huyết quang lóe lên, nhìn chằm chằm ngai vàng, thật lâu không lời. Chỗ này mười phần quái dị, vậy trong hư không lực lượng đến từ hư không, không phải người thường có thể chống lại. Hắn cũng có luân hồi huyết mạch, nhưng nếu là muốn cùng vậy ngai vàng tranh phong tương đối, còn kém chút tư cách. Vậy ngai vàng trong đó phảng phất có một đôi mắt, đang núp ở trong hư không, tham lam nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng thương tiếc. Lực lượng càng mạnh người, nuốt đứng lên vậy càng chuyện đỡ tốn nửa công sức. Diệp Thần không để ý nữa cái này ngai vàng, mà là xoay người, đi một hướng khác. Hắn đạp những cái kia hài cốt, rời đi chỗ này cổ xưa địa phương quỷ dị, bên tai còn truyền đến tiếng gió gào thét, phảng phất là ở giữ lại hắn không cần đi. Diệp Thần bước nhanh hơn, nhanh chóng đi tới trước, lúc này hắn nghe được truyền âm. Diệp Thí Thiên, ta khuyên ngươi nhanh lên một chút cút ra đây. Nếu không ngươi mấy cái này thiên kiếm phái đồng bạn mệnh không lâu vậy. Đây là Thượng Quan Vân thanh âm. Diệp Thần sau khi nghe thần sắc như thường, bất quá hắn cũng không lập tức đánh ra, mà là vận dụng luân hồi mắt lực lượng, tra xem tình huống. Ở vậy chân chính vực sâu lối ra, đã có không ít người tụ tập. Bọn họ cũng xông qua trước mấy cái giai đoạn thực tập, vậy như mây sương mù vậy tràn ngập lượn quanh địa phương, chính là đi thông kiếm ma bảo tàng cuối cùng một nơi trở ngại. Vào giờ phút này thiên kiếm phái mấy người, nhưng là bị một cây ma khí lượn quanh roi cho quấn đứng lên, toàn thân đều không cách nào nhúc nhích. Khống chế roi người thân hình cao lớn, giống như một tôn ma thần, hắn cặp mắt sinh được mười phần đặc biệt, giống như là bị bôi lên một tầng phấn mắt vậy, thâm trầm u ám. Nói riêng về hơi thở cậy mạnh trình độ, vượt qua tại chỗ tất cả người. Hắn trên vai, còn vác một cái có chừng 10 thước dài cự kiếm. Người này là Kiêm gia kiếm phái phá lệ thu vào nam một trong đệ tử, cũng là trọng kiếm nhất mạch một trong thiên tài, Trương Hám Thiên. Kiêm gia kiếm phái lấy tu luyện kiếm làm chủ, phân tu bất đồng hệ phái, trong đó có linh kiếm, hư kiếm, đoạn kiếm cùng với trọng kiếm cùng tất cả loại bất đồng phái đừng. Trọng kiếm coi như là trong đó tương đối khổng lồ chi nhánh, nơi hiện lên thiên tài đếm không hết. Trương Hám Thiên chính là cái này đồng lứa trong đó thực lực đột xuất nhất vậy một cái, trong tay hắn trọng kiếm ám dạ ma long, chính là Kiêm gia tiên tử năm đó hao tốn rất nhiều tâm huyết nơi tạo ra một thanh kiếm. Truyền thuyết kiếm này, chính là lấy hắc ám giao long sừng thành tự luyện chế chất liệu, ở thân kiếm trong đó bỏ vào gân rồng, trải qua địa ngục u hỏa mấy chục năm rèn luyện, phương mới thành hình. Có thể nói thanh kiếm này quả thật có long uy lực, đồng thời có lửa thuộc tính. Kiêm gia tiên tử vốn định giữ cho một vị nữ đệ tử, nhưng nữ đệ tử hiển nhiên không cách nào điều khiển, lại qua rất nhiều năm, tông chủ bắt đầu thu nhận nam đệ tử, mới để cho cái này trọng kiếm có lộ diện có thể. Trương Hám Thiên người này chỉ vui du lịch thế gian, khắp nơi khiêu chiến cường địch, ưa chuộng tu luyện kiếm đạo, đối với cái gọi là đạo thống thừa kế không có hứng thú chút nào. Vì vậy Thượng Quan Vân cho tới nay liền ở lung lạc hắn. Lần này Trương Hám Thiên giống vậy đi tới kiếm vẫn không gian, Thượng Quan Vân liền cùng hắn nói chuyện này, đợi ở chỗ này cản đường Diệp Thần. Diệp Thí Thiên, ta biết ngươi nhất định có thể nghe được ta mà nói, cho ngươi một phút thời gian, nếu không ra, ngươi cái này ba người bạn đều đưa đầu người rơi xuống đất, thần hồn câu diệt. Thượng Quan Vân một nhóm chừng 10 người, hơn nữa Chu Cửu Hề lại tìm tới hai cái cường đại người giúp. Lần này bao vây tiểu trừ số người không phải số ít. Không ít người cũng âm thầm thương tiếc, cái này thiên kiếm phái thật vất vả ra một tay giỏi, nhưng trêu chọc tới Kiêm gia kiếm phái cùng Huyền Hải Lôi Tông. Nhóc mập Lôi Diệu, vậy mang một đám cao thủ hộ vệ, đứng ở cách đó không xa. Từ vậy vực sâu sau khi đi ra, hắn tâm tư một mực hoảng hốt, lúc này vậy đang do dự muốn không nên ra tay giúp một tí Diệp Thần. Có thể nếu như là giúp Diệp Thần. Vậy hắn coi như đứng ở Kiêm gia kiếm phái cùng Huyền Hải Lôi Tông phía đối lập. Mà nhưng vào lúc này, hư không chập chờn, một đạo thân ảnh đạp không tới, không chút nào che giấu mình hơi thở. Hắn bạch bào như tuyết, phong độ nhẹ nhàng, màu đen sợi tóc phất qua gương mặt tuấn tú, tung bay sái sái, cực kỳ ổn định. Người tới chính là Diệp Thần, đối mặt này cùng cũi, hắn cũng không lựa chọn lui bước.
không đánh lại ta, thuận tiện lấy ta đồng môn làm uy hiếp, đây chính là Kiêm gia kiếm phái thủ đoạn khí độ sao? Diệp Thần cười hỏi, giọng trong đó ý giễu cợt không cần nói cũng biết. Một đám Kiêm gia kiếm phái người, thần sắc cũng một trong ngưng động. Huyền Hải Lôi Tông một đám tay sai, như nếu không phải Kiêm gia kiếm phái ra tay, các ngươi liền đuổi bắt ta dũng khí cũng không có. Huyền Hải Lôi Tông người trong sau khi nghe, trực tiếp thốt nhiên giận dữ, ở nơi này Huyền Hải trong đó, vẫn chưa có người nào dám như vậy hổ thẹn mắng bọn hắn. Mấy tên Huyền Hải Lôi Tông đệ tử tay cầm súng trường, chợt quát một tiếng, đảo mắt tới giữa, đã giết tới Diệp Thần trước mặt. Không qua bọn họ còn không có hiện ra thân hình, cũng chỉ gặp một đạo tàn ảnh lướt qua, Diệp Thần đã trước bọn họ một bước, xé trước mặt hư không. Diệp Thần hai tay tóe ra óng ánh chói lọi, quấn quanh thành hai cái màu máu tiểu long, gào thét về phía trước, đem bọn họ đụng bay thật là xa. Những người khác cũng không thấy rõ, Diệp Thần là làm sao xuất thủ, không khỏi làm kinh ngạc. Thượng Quan Vân cùng Chu Cửu Hề thần sắc âm lãnh, mà vậy Trương Hám Thiên chính là nhíu mày, cho tới nay lười biếng ánh mắt, rời đến Diệp Thần trên mình. Nếu ngươi vẫn là như vậy phách lối, vậy hãy để cho ngươi nếm thử một chút lợi hại. Chu Cửu Hề thần sắc dữ tợn, hắn nhắc tới Thiên Lôi Diệt Hồn Thương, từng bước một hướng Diệp Thần đi tới. Mỗi đạp một bước, hắn khí thế liền cường thịnh một phần. Sấm sét chín tầng trời bước. Cửa này bộ pháp truyền thừa từ Huyền Hải Lôi Tông lão tổ, là thái thượng cấp bậc thân pháp nhịp bước. Sấm sét chín tầng trời, ầm ầm hạ xuống, bất tử bất diệt. Chín đạo lôi đình, mỗi đi ra một đạo, liền khiến cho khí thế hơn một phần cường thịnh. Nếu là có thể sử dụng cái này chín tầng trời sấm sét hoàn toàn đại lộ, liền có thể bộc phát ra như sấm cướp như vậy chuyển đổi tốc độ, tại ở giữa thiên địa qua lại, và tia chớp đồng hành. Hiện tại Chu Cửu Hề sau lưng đã thoáng hiện lên ba đạo lôi đình, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, hắn liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, đi tới Diệp Thần bên cạnh. Dĩ nhiên, cái này nghìn mét chỉ là một quá hẹp phạm vi, hắn hành động này, chính là muốn ở Diệp Thần trước mặt thị uy. Diệp Thần nhìn hắn, ánh mắt vậy mười phần lạnh như băng. Hai người khí thế tranh phong tương đối, biến thành mười phần đậm đà sát khí. Ta ứng chiến chính là, cầm bọn họ cho thả, Diệp Thần nói. Vậy Thượng Quan Vân phất phất tay, tỏ ý Trương Hám Thiên giải khai dây thừng trói buộc. Bất quá vậy Trương Hám Thiên buông dây thừng lúc đó, nhưng là nổi lên chút chơi tim, nhìn như thu hồi roi, thực thì cổ tay run một cái, đột nhiên vung vẫy, đem Trương Phục Siêu, Tần Hồng Nghị các người đánh bay. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, có hai người Thiên Kiếm phái đệ tử thậm chí bị thương không nhẹ, liền đứng lên đều được khó khăn. Ngươi tự tìm cái chết, Diệp Thần đôi mắt chớp mắt, sát khí phun trào. Mình mặc dù không thuộc về Thiên Kiếm phái, nhưng đi tới Huyền Hải sau đó, Thiên Kiếm phái cho hắn một cái điểm dừng chân. Đây là ân. Hơn nữa Thiên Kiếm phái vẫn cùng Hồng Quân lão tổ có liên quan, về tình về lý, mình và bọn họ cũng coi là ở cùng trận doanh. Hừ, ngươi trước lo cho mình đi. Chu Cửu Hề nâng lên trong tay lớn thương, ngang nhiên về phía trước một gai. Đậm đà chiến ý tựa như đem mảnh thiên địa này lần nữa bọc, ở nơi này vô cùng cổ chiến trường trong đó, đỏ tươi ý tràn ngập, thổi phồng liền nguyên phiến chân trời. Mà Diệp Thần vậy trực tiếp động thủ, cả người Phật quang vần quanh, giống như vậy trong vũ trụ hai viên tinh cầu, hung hăng xông lên đụng vào nhau, sáng chói lóa mắt, chói lọi tràn ra. Bành! Giống như sao chổi đụng trái đất, Diệp Thần thi triển trưởng pháp giống như một cái cổ long hạ xuống, tràn đầy đậm đà Phật đạo ánh sáng. Chính là kiếm này ma không gian, cũng giống như không cách nào chịu đựng hai người mang đến uy áp, đổi được lảo đảo muốn rơi xuống. Mặt đất văng tung tóe, loạn thạch xuyên không, ở cực hạn võ đạo đè ép dưới, hư không kẽ hở vội vàng lan tràn. Chiến trường bên ngoài, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ lấy là Chu Cửu Hề thi triển ra hai hạng Huyền Hải Lôi Tông thần thông tuyệt kỹ, sẽ ngay tức thì trong nháy mắt giết Diệp Thần. Có thể hắn nhưng là dùng hết cũng không thuộc về Thiên Kiếm phái chiêu thức, chịu đựng cái này một súng. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần căn bản là không có dùng kiếm. Lần đầu tiên đụng nhau, liền sinh ra kinh khủng như vậy chàng vực, Diệp Thần thể xác vững chắc trình độ có thể tưởng tượng được. Chu Cửu Hề hận được không ngừng cắn răng, hắn lần nữa quơ lên vậy cần lớn thương, một đạo sấm sét khí quấn quanh trên đó. Thiên khung chỗ sâu mở ra một đôi mắt thật to. Màu tím lôi tương ở trong đó dòng nước chảy, uy áp tràn ngập ra,
ngay tức thì bao phủ nguyên phiến mặt đất. Chu Cửu Hề cưỡng ép vận dụng Thiên Lôi Diệt Hồn Thương tầng thứ 7, sấm sét mắt. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ cái này bộ chiêu thức, chỉ là gặp bên trong tông môn một tên trưởng lão dùng qua. Trận chiến ấy, cùng trưởng lão đối kháng là một tên cửu chuyển thành Thánh Yêu Vương, thực lực bất ngờ đạt tới cực kỳ kinh khủng tầng thứ, hung diễm ngút trời, vô cùng khó dây dưa. Thế nhưng tên tông môn trưởng lão thương chỉ trời, trực tiếp dùng hết tầng thứ 7 Thiên Lôi Diệt Hồn, cho gọi ra lan tràn mấy vạn dặm sấm sét mắt. Làm vậy chỉ lôi mắt mở ra thời điểm, toàn bộ vũ trụ tinh không cũng làm rung động, thiên địa vạn vật hư hóa vô hình. Như vậy ngập trời uy lực, thật là có thể nói khủng bố, liền đại lộ quy tắc cũng không áp chế được. Vậy lôi diễn đại lộ khí, từ Chu Cửu Hề thiên linh cái chỗ dưới vào, dùng cả người nhìn như lôi quang hòa hợp, thập phần cường đại xuất trần. Lôi ảnh giao thoa Thiên Lôi Diệt Hồn Thương, vào giờ khắc này tựa như trở thành giữa trời đất chí cao vô thượng quy luật, nhẹ nhàng vừa nhấc, liền có thể đồng phục Diệp Thần. Hiện tại ngươi biết chúng ta tới giữa cảnh giới chênh lệch sao? Ta đến từ tại Huyền Hải Lôi Tông, tu luyện là vậy vô thượng thiên lôi chi đạo, mà ngươi, bất quá là một cái mạt lưu tông phái đệ tử mà thôi. Giống như ban đầu, vậy Tần Hồng Nghị không biết tự lượng sức mình khiêu chiến ta vậy, lần này ta cũng sẽ đem ngươi đánh cho thành tàn phế, cuộc đời này không cách nào khôi phục. Chu Cửu Hề trên mặt, lộ ra lau một cái vô cùng hắn nụ cười tàn nhẫn. Trong lúc hắn nói chuyện, vậy Thiên Lôi Diệt Hồn Thương đã tới Diệp Thần bên cạnh, rất tùy ý liền đè ép xuống. Chỉ có dùng này vậy phương thức, mới có thể đền bù hắn trước hao tổn ở Diệp Thần trên mình mặt mũi. Thiên Lôi Thần Thương, tự có sấm sét, biết che chở, vô cùng thần bí, uy áp mạnh mẽ. Nhưng mà Diệp Thần lại không có quản hắn như thế nhiều. Hồng Quân lão tổ nơi lưu lại thuật cận chiến bên trong có ghi lại, nhị lưu cước pháp, cần hướng mượn lực, nhất lưu cước pháp, cần hướng đã mượn lực. Mà siêu lưu cước pháp, thì cần hướng trời mượn lực. Vì sao vị hướng trời mượn lực? Đó chính là đem dung nhập vào thiên đạo bên trong, đi tỉ mỉ cảm ngộ quy tắc lực, sau đó dọc theo quy tắc quỹ tích đá ra một cước này. Nói là dễ dàng, nhưng làm nhưng thật khó. Diệp Thần nhắm mắt lại, hai chân xúc lực, đem mình toàn bộ tâm thần dung nhập vào mảnh thiên địa này đạo pháp trong đó. Trong chớp mắt, hắn đá ra một cước, không có mênh mông lực lượng, cũng không có sắc bén mũi nhọn, tùy tính ra, thẳng về phía trước. Rất nhiều người thấy hắn một cước này, cũng không khỏi cười, không ít người cho rằng hắn là bị Chu Cửu Hề Thiên Lôi Diệt Hồn Thương hù dọa, mất đi tâm trí. Nhưng mà một cước này ra tất cả mọi người ý liêu, đơn giản trực tiếp, mạnh mẽ được vượt quá tưởng tượng. Cho đến cuối cùng, cường đại như vậy dị tượng mới hiện ra. Bành! Diệp Thần chân xuyên thấu cái này phiến hư không quy tắc, giống như là từ vậy phép tắc phát nguyên địa tới. Cái này một chân hoành hướng lên trời tế, chấn khai Thiên Lôi Diệt Hồn Thương, sau đó hung hăng rơi vào Chu Cửu Hề trên mình, để cho hắn cả người nhất thời ngạc nhiên, diễn cảm đổi được vô cùng là cứng ngắc. Hắn không biết trên không trung lộn nhiều ít vòng, Thiên Lôi Diệt Hồn Thương vậy rớt, cả người hung hăng nện ở một vùng núi trên ven núi, lộ vẻ được cực kỳ chật vật. Diệp Thần vậy một chân thật là không phải trong thế giới hiện thật sinh ra, đá được trên người hắn, xuất hiện thương không nhẹ. Chu Cửu Hề ở tưởng tượng một cái đáng sợ hậu quả, nếu như không có Thiên Lôi Diệt Hồn Thương, có lẽ hắn hiện tại đã không bò dậy nổi. Đối với hắn mà nói, cái này vẫn là một loại sỉ nhục. Thân là Huyền Hải Lôi Tông con gái của tông chủ tử, bối cảnh cường đại thiếu gia, hơn nữa tu luyện, thiên phú giống vậy không tầm thường. Hắn sao cam tâm bại bởi Diệp Thần như vậy, liền danh hiệu đều không xông đi ra ngoài người. Trong cuộc quăng tới ánh mắt có kinh ngạc, có nghi ngờ, để cho Chu Cửu Hề cảm thấy trên mặt đau rát. Tức giận, nghi ngờ, kinh ngạc, đan vào một chỗ, xông lên bất tỉnh hắn đầu óc. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, vậy trong bầu trời lôi mắt tựa hồ cũng là cảm nhận được, mở ra một cái mắt khe hở. Một giọt sấm sét từ trong đánh mất, vô cùng là tinh khiết không tì vết, rồi sau đó rơi vào Chu Cửu Hề trên mình. Hắn cả người thiêu đốt bạo liệt sấm sét ánh lửa, hơi thở lại hết sức uy nghiêm, giống như vậy địa ngục trong đó đi ra u hỏa. Liền hắn hai tròng mắt cũng thay đổi được cực kỳ sâu thẳm, rét lạnh lạnh người đáy mắt chỗ sâu, u minh khô lâu tay, thật giống như lao ra. Thật đúng là xem thường ngươi. Từ cổ họng hắn gian bể ra chữ, giống như là bị cắt cọ sát đã mấy ngày, hoặc như là một đám quạ đen thấp giọng kêu gào, để cho người nghe cực kỳ khó chịu.
chiến bên ngoài sân cách đó không xa, vô luận là Thượng Quan Vân vẫn là Trương Hám Thiên, thần sắc cũng đổi được cực kỳ ngưng trọng. Huyền Hải Lôi Tông người mười phần nóng nảy, Chu Cửu Hề vận dụng nhưng mà tông môn thuật cấm kỵ, có thể đem vậy tia sấm sét hóa thành tự thân căn nguyên. Nhưng là cái này cái gọi là sấm sét, cũng không phải là từ vũ trụ tới, mà là tới từ u minh chỗ sâu, một khi vận dụng, liền sẽ đối với khí hải tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Có tục ngữ thành nói, ông trời không cùng ngươi làm giao dịch, ma quỷ cũng sẽ cùng ngươi làm. Nhưng ma quỷ đòi lấy điều kiện, mười phần nghiêm khắc. Chu Cửu Hề chân đạp ra, hung hăng dẫm lên cái này phiến cổ chiến trường, liền nguyên cái thiên địa cũng động lực, khí thế như vậy cuồng bạo thành thần, thật là phải đem tinh thần toàn bộ nổ. Hai cái quả đấm đi về trước đuổi ra ngoài thời điểm, cũng đã để cho thời không dạn nứt, pháp lý sụp đổ. Nhưng Diệp Thần hoàn toàn không có sợ hãi, hắn không tránh, cùng Chu Cửu Hề chính diện ngạnh cương. Hắn tinh thông rất nhiều chín tầng trời thần thuật, vậy tinh thông vĩnh hằng kiếm đạo, càng tu luân hồi chi đạo. Những thứ này dung hợp, vậy tuyệt đối so với Chu Cửu Hề võ đạo cao hơn không thiếu. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hóa quyền thành trưởng, xúc thế đãi phát, khí thế bừng bừng. Đây là thuộc về duy nhất luân hồi chi chủ diệt thế tuyệt học, đại thiên trọng lâu trưởng. Diệp Thần lâm vào tuyệt đối tự mình thế giới, ở đó sấm sét căn nguyên sắp phá hủy mình một khắc trước, đẩy ra một trường. Nháy mắt tức thì, thiên địa vạn vật, chư thiên vũ trụ đều run rẩy, coi như là hư không chỗ sâu, cũng có không thiếu quy tắc sôi trào né tránh. Khó mà hình dung nghịch thiên lực lượng bộc phát ra, rời núi lấp biển, gào thét như sấm, đem bá đạo khí thế phát huy được tinh tế. Này cùng thần thuật, chấn nhiếp thế gian, là xứng đáng không thẹn chín tầng trời thứ nhất. Đứng hàng tại chín tầng trời thần thuật vị thứ nhất, thần uy cuồn cuộn, chí cao vô cùng. Đợi nắm giữ lục đạo luân hồi, quân lâm thiên hạ, luân hồi chi chủ một trường, cái này thế giới hiện thật không người nào có thể ngăn lại. Ông một tiếng, toàn bộ cổ chiến trường cấp tốc lay động, hai người nhất kích đụng nhau, giống như là hai viên cường đại tinh cầu, không ngừng va chạm, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Không ít người vẫn là lần đầu thấy như vậy cuồng bạo chiến đấu hình ảnh, rối rít lui ra, rất sợ chiến đấu dư âm làm bị thương tự thân. Chiến trường trong đó, Diệp Thần cùng Chu Cửu Hề bóng người xem tia chớp bay lượn, không ngừng biến đổi, ánh sáng sáng chói sáng lên lại rơi xuống, trùng điệp không ngừng, có chút điện quang xuyên phá liền thương khung, rơi vào trên tầng mây. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, Chu Cửu Hề vận dụng thông thần thủ đoạn, trực tiếp đem chiến lực kéo đến cao nhất. Mà Diệp Thần chính là luân hồi huyết mạch hộ thể, một ít đến gần không không cơ chế võ đạo tất cả đều dùng tới. Trong chốc lát, hai người đánh được khó phân nan giải. Hư không sụp đổ, cụm núi văng tung tóe, mặt đất cháy, thật là giống như là đánh ra một phiến mặt thế. Không ít người thấy này cùng chiến đấu, sắc mặt phát trắng. Bọn họ lúc nào gặp qua như vậy lực lượng cuồng bạo, đủ để cho người chùn bước, trong đó có chút thiên tài ngày thường còn tự xưng là vô địch, nhưng lúc này nhưng là thõng xuống đầu cao ngạo, tự thẹn không bằng. Bọn họ cùng chiến đấu hai bên thực lực chênh lệch quá xa. Chênh lệch lớn đã có như hồng câu. Có người thậm chí hoài nghi, cái này hai người, quang lấy thân xác tới bàn về, đã có trở thành thiên quân thực lực. Thậm chí nếu không chết, tất nhiên trở thành một khối cự phách. Điện thiểm lôi quang kéo dài nửa giờ, hai người rốt cuộc tách ra. Chu Cửu Hề quần áo trên người rách dưới, còn có nhiều chỗ vết thương, hắn thở hồng hộc, ánh mắt âm trầm, nhìn lại Diệp Thần, vẫn như cũ là quần áo trắng như tuyết, không nhiễm bất kỳ bụi bặm. Hai người tới giữa chiến đấu. Cao thấp liền phán. Có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy, người đã tăng lên không thiếu thực lực. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhìn xa phía trước, chậm rãi nói, giống như là trưởng bối đang đối với tiểu bối giáo huấn lúc, thiếu niên lão thành. Chu Cửu Hề cắn răng nghiến lợi, ngưng mắt nhìn hắn, có chừng mấy giây lâu. Cái tên đáng chết này, quyền cước thuật chiếm ưu thế không nói, liền ngoài miệng cũng phải chiếm chút tiện nghi. Chu Cửu Hề từ lấy là hiểu được vậy U Minh Thiên Lôi thuật, chính là cái này thiên đạo sủng nhi. Phải biết, từ xưa đến nay, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt, thiên kiêu lương tài, đều không cách nào cùng thiên địa này câu thông, cho đến chết mất, cũng không có thể lĩnh ngộ minh mông quy tắc lực. Chỉ có một số ít thiên tuyển chi tử, mới có thể bộc lộ tài năng, theo thiên đạo dã man sinh trưởng, thẳng đến lột xác thành một khối cự phách. Hắn vận dụng chín tầng trời sấm sét thần thông, vô cùng tự tin. Có dũng khí sơn hà bên trong, khí thế duy ngã độc tôn.
Nhưng mà như vậy khí thế, nhưng ở Diệp Thần trước mặt không còn gì vô tồn. Ngươi còn không có tư cách cùng ta ngồi ngang hàng, Thiên Kiếm phái phế vật mà thôi. Chu Cửu Hề trong lòng tuy biết hiểu Diệp Thần lợi hại, nhưng ngoài miệng vẫn không muốn thừa nhận. Ngươi lấy là tu luyện mấy chiêu ba chân mèo công phu, là có thể cùng ta đối kháng sao? Cuối cùng chỉ là Thiên Kiếm phái phế vật. Chu Cửu Hề vừa nói, há mồm một tiếng gầm điên cuồng, ngang nhiên xông ra, sấm sét ý lần nữa bùng nổ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lần này hắn vận dụng tám bộ phù đồ khí, vô tận Phật quang vờn quanh người, để cho hắn nhìn giống như là một tôn từ Tây Thiên đi tới cổ Phật, ngâm văn tụng kinh, thần thánh uy nghiêm. Hai người khí thế vô tận giống nhau, một cái sấm sét che trời một cái kim quang vòng thân, nếu là xông lên đụng vào nhau, nơi phun ra ánh sáng chấn nhiếp chư thiên, giống như là vô tận mênh mông biển khơi phóng lên cao, chìm ngập toàn bộ bầu trời. Cái này hai người thật sự là quá đáng sợ, vậy Diệp Thí Thiên, lại có thể cùng Huyền Hải Lôi Tông Lôi Thần thân thể chống đỡ được. Đúng vậy, vốn là lấy là Chu Cửu Hề có thể một giết Diệp Thí Thiên, cho đến ta gặp được Phật Quang hộ thể Diệp Thí Thiên, quá biến thái. Xa xa người xem cuộc chiến, thấy hai người như vậy kinh thiên động địa chiến đấu, không khỏi xem thế là đủ rồi. Bọn họ giao thủ, thập phương chấn động. Không thể không nói. Chu Cửu Hề lần này thực lực tiêu chuẩn đã vượt ra khỏi mọi người nhận biết, từ nay về sau hoàn toàn có thể đứng vào Huyền Hải trẻ tuổi đồng lứa trước năm. Hắn Thiên Lôi Diệt Hồn Thương đã tu luyện đến tầng thứ 6, là Huyền Hải Lôi Tông từ trước tới nay thời gian sử dụng ngắn nhất đệ tử. Không chỉ có như vậy, hắn còn lĩnh ngộ khác một môn chí tôn pháp thuật, 9 tầng trời sấm sét thuật. Tương lai xưng bá một vực, tuyệt không là vấn đề. Vậy sấm sét cùng Phật quang sen lẫn bay tán loạn chiến trường trong đó, Chu Cửu Hề hoàn toàn giết điên rồi, hắn đầu đầy tóc đen phiêu vũ, con người trong đó sấm sét nhảy, khí thế bàng bạc xuyên thấu chân trời, chấn động bát hoang. Hắn lúc này đã không cần cầm thương, bởi vì người đến chỗ, điện thiểm lôi minh, thì có súng trường oai. Vô số đá lớn cùng cây cối cũng đi theo lơ lửng, không ngừng chấn động, cuối cùng ở đầy trời sấm sét dưới hóa là bụi bặm. Diệp Thần trực tiếp nhào tới giết, ngay tức thì ánh sáng chói mắt hoa đâm rách thương khung, cùng vậy sấm sét đụng chạm kịch liệt. Mà ở đó Phật quang trong đó, Diệp Thần quyền cước cũng dùng, thi triển ra cực kỳ huyền diệu quyền chân phương pháp, đem Hồng Quân võ đạo thi triển đến trình độ cao nhất. Hết thảy các thứ này, còn muốn nhờ vào trong ngực vậy cục sắt trợ giúp, là Hồng Quân lưu lại đồ, thả ra một đạo ý uẩn, trợ giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ Hồng Quân cận chiến phương pháp. Bành, bành. Diệp Thần gầm nhẹ, xuyên qua điện quang vô tận, võ đạo ở quyền mắt tới giữa bùng nổ. Một quyền này đập mặc Chu Cửu Hề ngực, liền trước máu thịt cùng xuyên thủng. Thắng bại, rốt cuộc phân ra. Chu Cửu Hề rơi xuống đất, còn chưa có bất kỳ động tác, Diệp Thần biến dạng hư không đạp đất tới, lại vung đánh một quyền. Một quyền này trực tiếp để cho hắn cả thân xương toàn bộ vết nứt, bay rớt ra ngoài, đụng nát từng ngọn kiên cố đỉnh núi. Qua hồi lâu, cái này ùng ùng tiếng vang còn không có dừng lại, làm Chu Cửu Hề lúc ngừng lại, đã đập mặc trên trăm ngọn núi, dõi mắt nhìn lại, bụi đất tràn ngập, kịch liệt hố sâu phơi bày ở trước mặt mọi người. Nơi gặp người, không một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh, trước mắt bộ dạng sợ hãi, vô cùng khiếp sợ. Cái này, không ít người ngây ngô như tượng gỗ, liền cơ bản phán đoán đều sẽ không. Chu Cửu Hề, tựa hồ đã mười mấy năm chưa từng hưởng qua thua trận. Có người cẩn thận nhớ lại một tí, cuối cùng nói ra những lời này. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Từ Chu Cửu Hề thành danh tới nay, liền vẫn là Huyền Hải Lôi Tông Thiên Chi Kiêu Tử, trừ vậy mấy cái yêu nghiệt hắn không dám trêu chọc ra, còn lại thời gian, đều là đánh khắp Huyền Hải không địch thủ. Nhưng mà trước mắt cái kết quả này, chỉ có thể để cho người ngẩn người. Liền Thượng Quan Vân cùng Trương Hám Thiên đều là sửng sốt một chút, hai người nhìn nhau một cái. Chợt xác định như nhau sự việc. Bọn họ hai người nếu như đơn độc xuất chiến, sợ rằng không địch lại trước mặt cái này. Làm thế nào, nếu không hai người chúng ta cùng tiến lên, đem hắn đánh bại. Thượng Quan Vân hướng Trương Hám Thiên truyền âm nói, giờ phút này hắn sát ý trong lòng sôi trào, đã tới cực điểm. Càng đến nguy cấp, hắn tâm tư vậy càng phát ra bình tĩnh. Coi như là hắn, đối với Chu Cửu Hề có lẽ có nắm chắc thắng lợi. Thế nhưng phải trả ra tương đối thảm trọng giá phải trả mới được. Trước mặt cái này, cơ hồ đem Chu Cửu Hề đánh tới gần chết, nhưng không chút tổn hao nào,
chỉ là áo quần phá mấy chỗ. Lúc này Diệp Thần đã biểu hiện ra không thua tại bọn họ thực lực. Cái này cùng thiên phú, thật là yêu nghiệt tới cực điểm, sợ rằng toàn bộ huyền hải cũng không ai bằng. Ở Thượng Quan Vân ấn tượng trong đó, có thể làm được điểm này, trừ Huyền Cơ Nguyệt ra, không có người nào nữa. Trương Hám Thiên là huyền hải tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tuy không nghe thấy quyền lực chuyện, tâm tư lại hết sức thấu triệt, cũng không phải là mãng phu. Hắn vậy nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, vì vậy hướng Thượng Quan Vân khẽ gật đầu. Yêu nghiệt như vậy tồn tại, hiện tại cùng bọn họ là kẻ địch, nếu không phải trừ, nhất định sẽ để cho bọn họ ăn ngủ không yên. Thượng Quan Vân tay ấn ở trên chuôi kiếm, lăng không chớp mắt, đi tới Diệp Thần một bên kia, cùng Trương Hám Thiên hai người, đối Diệp Thần tạo thành góc bao vây thế. Diệp Thần nơi nào không phát hiện được ý đồ của bọn họ, nâng kiếm xoay người, cùng hai người chính diện tương đối. Ngươi thực lực quả thật rất tốt, Trương Hám Thiên lời này, là phát ra từ nội tâm tán dương. Hắn ngao du thiên hạ nhiều năm, khiêu chiến nhiều năm như vậy nhẹ tuấn kiệt, trừ le que mấy người ra, những thứ khác đều là thua ở dưới tay của hắn. Để cho hắn vừa ý mắt không hề nhiều, Diệp Thần đang là một cái trong số đó, hơn nữa Trương Hám Thiên mình cũng không có 10 phần nắm chặt đánh bại Diệp Thần. Thượng Quan Người Mây chính là không nói một lời, mặt trầm như nước. Hắn đã từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được liền nồng nặc uy hiếp, hôm nay nhất định phải diệt trừ người này. Người phía dưới còn không từ lần trước trận đại chiến bên trong kịp phản ứng, liền thấy một màn này, không khỏi có chút ngẩn ra. Diệp Thần đánh bại Chu Cửu Hề, sáng lập một đoạn chiến đấu thần thoại, mà hiện tại ngoài ra hai cái so Chu Cửu Hề mạnh hơn người chính là không để ý mặt mũi, lựa chọn liên hiệp đánh ra thủ tiêu Diệp Thần. Lại để cho hai người thiên kiêu kiêng kỵ đến đây, hắn thực lực được biết bao để cho người sợ. Ta còn lấy vì các ngươi rất có cốt khí, muốn cùng ta một mình đấu đâu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bởi vì sợ mà liên thủ. Diệp Thần lên tiếng giễu cợt nói. Cái này một tí để cho mặt của hai người sắc đều thay đổi. Trương Hám Thiên ánh mắt đổi được không tốt, hắn là như vậy tính cách so với là cổ quái người, hận yêu cũng có thể ở trong nháy mắt biến đổi. Tin tưởng ta, người miệng rất nhanh liền không cứng nổi. Cái gọi là công phu quyền cước, ở ta cái này cầm ám dạ ma long trước mặt, toàn bộ không thành được thành tựu. Trương Hám Thiên tuét miệng cười một tiếng, trước mắt uy nghiêm, hắn bỗng nhiên bạo sông lên lên, vậy cầm ám dạ ma long lóe ra đen nhánh ánh sáng, nhất thời tràn ngập chân trời. Mà ở chung quanh hắn, trên một cuộc chiến đấu tan vỡ nhánh cây tàn khối cùng với đá mảnh vụn, đều là lơ lửng lên, hóa là hắc động. Giết! Hắn cái này cầm trọng kiếm ám dạ ma long. Không có sặc sỡ phức tạp kiếm pháp, cũng không có cao thâm huyền diệu lý luận, có chỉ là chấn thiên nhiếp đất lực đạo, và vậy khai sơn ích đất khí thế. Đơn giản mà nói, cái này cầm ám dạ ma long cường đại chính là vậy cổ lực, chỉ cần lực dùng đúng rồi, liền có thể chém chết hết thảy vô căn cứ. Hắn thực lực so với Chu Cửu Hề tới còn muốn mạnh hơn một chút, hơn nữa khí thế phi phàm. Diệp Thần trong mắt đổi được ngưng trọng chút, hắn đối đãi kiếm khách đương nhiên là dùng kiếm. Cho nên lần này, hắn triệu hoán ra Long Uyên Thiên Kiếm, ban đầu sẽ để cho huyết long lực lượng phụ trên đó. Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Diệp Thần tùy ý vẫy tay, một vòng Thái Dương từ mây mạc bên trong bay lên, trói lọi muôn vàn. Chút tài mọn, Trương Hám Thiên không khỏi khịt mũi coi thường. Chung quanh hắn hư không bắt đầu nứt ra hết, mà vậy hùng vĩ lực lượng ngưng tụ thành một cái vòng xoáy hắc động, đem Diệp Thần đoàn vây khốn. Cùng lúc đó, Trương Hám Thiên thân thể bắt đầu bạo tăng, xem vậy người khổng lồ viễn cổ, khí lực cậy mạnh, uy áp bức người. Đâm ra một kiếm đồng thời, hắn giơ lên một cái tay khác bàn tay, hóa thành một tôn núi nhỏ, hung hãn vỗ xuống đi. Hư không là bể tan tành, thiên địa vậy chấn động không dứt. Đạo kiếm ý kia nơi tay trưởng lực đạo ra chỉ dưới, đổi được vô cùng hung hãn. Ở nơi này chờ vô cùng lực đạo đối kháng dưới, Diệp Thần thân hình hoành bay ra ngoài. Nguyên bản rừng dưng tiêu sái bạch bào, vỡ vụn ra. Nhưng hắn thần sắc nhưng không có bao nhiêu biến hóa, mà là đứng lên phủi bụi một cái, kinh ngạc tại Trương Hám Thiên ma lớn lực. Trương Hám Thiên chỉ một kiếm, hơn nữa một trường, sẽ để cho Diệp Thần thủ hiệp sa sút. Cũng để cho tại chỗ cái khác thiên kiêu thấy được, cái gì là lực lượng tuyệt đối áp chế. Trương Hám Thiên từ trước đến giờ lấy thần lực trời xanh mà nổi tiếng, vì vậy thừa kế trọng kiếm ám dạ ma long. Đem thanh kiếm này tiềm năng phát huy đến lớn nhất. Ở toàn bộ huyền hải, trừ mới lên vận mệnh chủ Huyền Cơ Nguyệt ra,
những thứ khác mạnh mẽ sinh linh, cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể bắt lại Trương Hám Thiên. Trương Hám Thiên thực lực sợ rằng có thể đứng vào chân chính trước năm, trước mặt cái đó chỉ sợ là giả tạo. Có Huyền Hải Lôi Tông thế lực đối nghịch đệ tử nói. Huynh đệ, chú ý nói mạnh miệng bị gió nhanh đầu lưỡi, có bản lãnh ngươi đi chỗ đó chiến trường trong đó, và đầy máu dưới trạng thái Chu Cửu Hề chơi liền đi. Lập tức thì có người hồi oán hận. Ha ha, hắn liền chỉ là nói một chút mà thôi, để cho hắn đi, dám không? Dưới sàn người ngày hôm nay coi như là no rồi nhãn phúc, chứng kiến liên tràng đại chiến, đều là cao cấp thiên kiêu tới giữa tỷ thí. Mà từ sau ngày hôm nay, Diệp Thí Thiên tên chữ đem sẽ từ nơi này kiếm vẫn trong không gian truyền đi, vang vọng toàn bộ Huyền Hải. Ngay tại Diệp Thần điều chỉnh thân hình lúc đó, sau lưng có một đoàn hư ảnh, lặng lẽ hiện lên, âm lãnh kia kiếm quang lặng yên không một tiếng động, thẳng chọn Diệp Thần giữa lưng. Lấy Diệp Thần cảm giác lực, dĩ nhiên có thể nhận ra được sau lưng động tĩnh, hắn trực tiếp cho gọi ra 8 bộ phù đồ khí và xích trần thần mạch, Phật quang và hoàng kim chiến giáp hộ thể, đến gần vô địch trạng thái ngay tức thì khởi động. Vậy hàn xương thần kiếm giống như là đâm vào một khối sắt thép bên trên, không cách nào lại tiến thêm nửa bước. Nhất kích không thể thuận lợi, Thượng Quan Vân quả quyết lui về phía sau. Nhưng hắn cái này vừa lui, cũng không phải là rời đi, mà là lần nữa tích trữ đầy kiếm chiêu. Đông thiên triệt đất hàn băng, thạc thạc tới, đầy trời gió tuyết cuộn sạch thành đống, để cho cả thế giới đều được một phiến băng nguyên. Hàn xương pháp quyết, thiên địa là xuyên. Diệp Thí Thiên, ngươi cho ta chết. Đối với Thượng Quan Vân như vậy không chừa thủ đoạn nào người mà nói, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào đánh lén cơ hội. Hắn lập tức vận dụng kiếm của mình thần pháp quyết, cơ hồ là triệu hoán ra một tòa băng sơn, từ vậy thiên khung chỗ sâu rơi xuống, chừng ngàn trượng rộng. Ở vào phía trước Trương Hám Thiên cũng không có dừng tay, giơ lên vậy cầm trọng kiếm ám dạ ma long, phá vỡ mưa gió, đưa tới sấm sét. Ám dạ ma long bộc phát ra ma quang, xông về phía trước, trong thoáng chốc, thời không sụp đổ, mặt đất quân nứt ra, núi cao sụp đổ, mây lưu loạn như, cuồn cuộn vô tận tiếng gió làm kêu rên. Cảnh tượng như vậy, quả thực là để cho trong lòng người lạnh cả người. Hai người một trước một sau, triệu hoán ra cường đại kiếm chiêu, muốn vây khốn Diệp Thần, khiến cho không được thoát khỏi. Một ít xem cuộc chiến người không chịu nổi như vậy hủy thiên diệt địa uy áp, sắc mặt trắng bệch, thần hồn gặp gỡ đòn nghiêm trọng, thật giống như vậy lá rơi trong gió vậy, té ngã trên đất. Càng nhiều người hơn chính là cả kinh thất sắc, rối rít cách xa, bọn họ cũng không muốn trở thành cái này ba cái người điên dưới quyền vong hồn. Thiên kiêu bảng xếp hạng trước 5 tên trong đó hai người liên thủ, coi như là Huyền Cơ Nguyệt, vậy được tạm lánh mũi nhọn. Cho nên phần lớn người cũng cho rằng, Diệp Thần lần này chạy không thoát, cho dù có thể sống sót, vậy cũng sẽ trở thành là đạo cơ bị tổn thương người, tương lai lại không như vậy cường thịnh thực lực. Đến đây, Diệp Thần thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, hắn sau lưng nhanh chóng hiện ra cuồn cuộn linh khí, mang hắn phóng lên cao. Nguyện vọng thiên tinh ánh sáng đổi được 10 phần ác liệt, trong mơ hồ đem Diệp Thần thâu tóm ở tinh thần vũ trụ phạm vi bên trong, mượn do như vậy mênh mông lực, để chống đỡ vậy đầy trời lạnh lẽo thấu xương. Cùng lúc đó, Diệp Thần hai tay xen lẫn thành pháp ấn, phù văn thần bí lưu chuyển ra. Hắc ám nguyên phù, sấm sét nguyên phù, mậu thổ nguyên phù, tiếp liền ra, hóa thành từng đạo tinh mang, liên kết thành trận, chặn lại vậy từ trên trời giáng xuống to lớn băng nguyên. Đối với vậy ngập trời cuồn cuộn ma khí, Diệp Thần chính là hai tay kết ấn, hung hãn chụp trên đất. Phạm Thiên Thần Công, Binh Tự Quyết. 9 tầng trời thần thuật uy lực, cõi đời này còn không có mấy loại bảo thuật có thể kháng được ở. Đối phó các ngươi dùng cái này Phạm Thiên Thần Công, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Diệp Thần không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn cách mặt đất lên, dưới chân có trôi lơ lửng ánh sáng, hóa thành từng đạo đột ngột gai cạnh, bạo sông lên lên, thế lên ngút trời. Cái này Phạm Thiên Thần Công ở giữa binh tự quyết, đại biểu cực hạn ý sát phạt. Vô tận binh chiều như vũ trụ nước lũ, nóng bỏng dâng trào, mãnh liệt không ngừng. Binh thay đổi người, là quỷ đạo. Liền vũ hoàng cổ đế đều không cách nào hiểu rõ một môn pháp thuật, hàm chứa cực kỳ huyền diệu chân lý, Diệp Thần có thể đem hắn hoàn toàn hiểu được, làm vô số người tiện sát. Binh tự quyết hơi thở, nồng rúc vào trình độ cao nhất. Thời không chỗ sâu, phảng phất có một đạo thiên lôi xuyên qua, hủy thiên diệt địa hư không hơi thở nhất thời mãnh liệt như nước thủy triều. Diệp Thần hai tay cầm thiên kiếm,
ý niệm cùng kiếm, hợp hai là một. Thân tức là kiếm, kiếm tức là thân, người như rồng, kiếm bừng bừng, một kiếm xuyên qua thiên địa, long dọn ra gầm thét, mưa gió chuyển động. Diệp Thần một mực nhớ kỹ binh tự quyết huyền ảo chân nghĩa. Như vậy thì triển ra kiếm quang trên thông thương khung, hạ đạt vạn cổ, vô cùng mạnh mẽ. Ba cổ khí tức cường đại phân bố nguyên cái thiên địa, để cho người xem cuộc chiến càng chạy càng xa, cơ hồ đều chạy mau đến cái này mảnh không gian ranh giới. Thậm chí có người hận không được khoan một hang giấu đi vào, chỉ vì né tránh cái này ba người bùng nổ chiến đấu dư âm. Nguyên cái thiên địa do ba tầng ánh sáng xen lẫn mà thành, vô tận mây mù bồng bềnh khung vũ, mãnh liệt sôi trào, mà ở hắn dưới, chính là có nửa đêm di thiên, dị tượng trùng trùng. Thượng Quan Vân cùng Trương Hám Thiên thấy Diệp Thần bằng vào sức một mình đối kháng bọn họ hai người, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng chợt, lại là cười lạnh không dứt. Bọn họ ngược lại là muốn xem, Diệp Thần linh lực lúc nào sẽ hao hết. Hiện tại vậy nhiều nhất là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khổ khổ vùng vẫy thôi. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không đúng, cái này Diệp Thí Thiên linh lực trong cơ thể giống như vô tận suối, cuồn cuộn không ngừng. Thượng Quan Vân sông băng thành không cách nào công phá nguyện vọng thiên tim tạo thành phòng ngự đại trận. Mà Trương Hám Thiên Ma Vân cố nhiên cường hãn, nhưng là đối với binh tự quyết, không cách nào chiếm cứ chút nào thượng phong, ngược lại bị tai khí cuộn sạch, kêu rên lùi lại hai bước. Người phía dưới vốn là dự định né tránh, tạm thời tránh được sóng gió, qua không lâu nhưng phát hiện đại chiến vẫn đang kéo dài, Diệp Thần lấy sức một mình đấu hai người thiên kiêu, thậm chí lưu lại dư lực. Này cùng nguy nga làm bọn họ trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Sau trận chiến này, vô luận ai thắng ai bại, Diệp Thần đều đưa trở thành huyền hải vô địch thiên kiêu, có nồng nặc sắc thái truyền kỳ. Người của đời sau nhắc tới trận chiến này, bất luận mạnh yếu, không nói thắng bại, chỉ đối cái này một người khiêu chiến ba tên cao nhất thiên kiêu cường giả sùng bái có thừa, khen miệng không ngừng. Diệp Thần thi triển hơn hạng thần thông, trong cơ thể luân hồi huyết mạch lực lượng đã vận dụng hơn nửa. Hắn tạm thời vẫn không thể bại lộ luân hồi chi chủ thân phận, cho nên cùng hai người lúc đối chiến, cũng không có dùng được lá bài tẩy. Nếu như hắn đem hết toàn lực, ba trong 10 chiêu, Trương Hám Thiên cùng Thượng Quan Vân liền được sa sút. Hiện tại bọn họ có thể cùng ẩn giấu thực lực Diệp Thần đấu được kỳ cổ tương đương, không phân cao thấp. May là như vậy, hai người cũng cảm thấy được Diệp Thần thực lực quá mức không tưởng tượng nổi. Giữa lúc Diệp Thần do dự muốn không muốn vận dụng chỉ thủy nhất kiếm lúc đó, chân trời có một đạo lưu quang tránh tới, vô cùng mau lẹ. Giống như là các loại hoa tách thả ra, thanh thơm tấn công tới, một cái rừng hoa từ trên bầu trời bổ tới, hội tụ thành con sông, phân ra ba cổ lưu, từ vậy đại chiến rằng co liền kết điểm, tự tiện xông vào mà vào. Trương Hám Thiên cùng Thượng Quan Vân thấy vậy biển cánh hoa, thần sắc không khỏi được đổi một cái, cuối cùng đành phải cắn răng, thu tay về chúng kiếm. Diệp Thần vậy thuận thế thu chiêu, mấy cổ khí thế kinh khủng ở ngắn ngủi mấy tức gian tản đi. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Nơi đó, có một tên người mặc màu vàng tươi quần bào cô gái bất ngờ đứng, nàng vóc người thon nhỏ, dài một tấm mặt trứng ngỗng, lộ vẻ được có chút xinh đẹp đáng yêu. Nhưng khí thế nhưng cùng tướng mạo hoàn toàn thành phản so. Thời khắc này nàng, giống như một tôn sát thần, trên mặt phủ đầy sát khí. Ánh mắt đến mức, mọi người rối rít làm tránh lui, không dám thả đối mặt. Tay nàng bên trong cầm, chính là một cái chạm trổ trên trăm đóa hoa văn đồ đằng trường kiếm. Có người nhận ra thanh trường kiếm này, kinh ngạc nói, lại là bách hoa thần kiếm. Tôn sư tỷ tới, mọi người chạy mau. Không ít người ồ một cái mà tán, phân biệt hướng tất cả phương hướng chạy trốn. Liền Thượng Quan Vân vậy bay lên không, cùng Trương Hám Thiên song song đứng, vậy phó biểu tình. Tựa hồ là ở bầy trận mà đợi, chuẩn bị nghênh đón sắp đến bão gió mau mưa. Diệp Thần vậy có chút hiếu kỳ, tên thiếu nữ này, nhìn qua tựa hồ không có lực sát thương gì, vì sao đám người thấy nàng, nhưng xem ôn thần như nhau tránh. Liền Trương Hám Thiên và Thượng Quan Vân cũng là lui về sau rất nhiều, hơn nữa ánh mắt bên trong tràn đầy phòng bị ý. Vậy tôn sư tỷ tới chỗ này sau đó, bách hoa thần kiếm nơi nở rộ thần uy, làm rất nhiều người làm lui bước. Nhưng là bọn họ chợt nhớ tới một gốc, coi như tôn sư tỷ không đến, Thượng Quan Vân cùng Trương Hám Thiên tựa hồ vậy cầm Diệp Thần không có cách nào. Tên này nhất định chính là một biến thái, có thể thi triển ra quỷ dị như nhất khí hóa tam thanh bí quyết,
đối mặt Trương Hám Thiên hai người kinh thiên sát chiêu, chút nào không rơi hạ phong. Nguyên phiến chiến trường đều nứt ra từng đạo dấu vết, giống như là vực sâu vạn trượng, hướng mọi người tuyên cáo chiến đấu mới vừa rồi có bao nhiêu thảm thiết. Tôn Dạ Dung, chuyện nơi đây có thể cùng ngươi không liên quan, không cần loạn nhúng tay. Thượng quan Vân hướng về phía tên kia là Tôn Dạ Dung kiểu bé gái, nghiêm nghị nói. Cô bé kia thấy vậy, chút nào không sợ, nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, nâng lên kiếm tới chỉ hướng Thượng quan Vân. Ngươi nói cùng ta không liên quan chính là không liên quan sao? Nếu như ta nếu không phải là nói có liên quan đâu. Thượng quan Vân nghe lời nói này, thiếu chút nữa hộc máu, quả nhiên, và người phụ nữ nói phải trái chính là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy thì tùy ngươi đi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay chúng ta sự việc, nếu không có ngươi đẹp mắt. Thượng quan Vân hừ lạnh một tiếng, do nói phải trái biến thành uy hiếp, cùng lúc đó, hắn thả ra một chút hàn băng kiếm ý, biến ảo thành một đạo băng tuyết dùng mình, đem vậy hư không lần nữa chém ra một kẽ hở. Nhưng mà nghe được hắn lời này sau đó, cách hắn chừng 10 mét xa Trương Hám Thiên nhưng là rời bước chân một chút, lùi tới nghìn mét ra ngoài. Muốn còn muốn quay đầu tìm Trương Hám Thiên Thượng quan Vân, cái này một tí coi như là ngây ngẩn, bởi vì đối phương sớm đã chạy đến cực xa ra ngoài. Trương Hám Thiên lúng túng cười một tiếng, nói thật, hắn vậy sợ cái này Tôn Dạ Dung, cũng không phải là bởi vì nàng thực lực cao bao nhiêu mạnh, mà là bởi vì cô gái này thật sự là thật khó dây dưa. Khó dây dưa đến để cho người phát điên bước, hết lần này tới lần khác ngươi lại không có cách nào thủ tiêu nàng. Ngoài ra những tông môn kia đệ tử vậy tránh được xa xa, giống như là gặp được ôn thần vậy. Cứ như vậy, Diệp Thần trong lòng liền càng hiếu kỳ hơn. Có câu tục ngữ nói hay, địch nhân kẻ địch liền là bạn, vì vậy hắn chủ động tiến lên một khoảng cách tới, đến Tôn Dạ Dung bên cạnh, chắp tay, ôm quyền thi lễ. Tại hạ Diệp Thí Thiên, còn được đa tạ Tôn Sư Tỷ xuất thủ cứu giúp. Tôn Dạ Dung thấy Diệp Thần, căng thẳng thần sắc lúc này mới có chút hòa hoãn. Ừ, xem ra ngươi vẫn là đáng ta cứu, Thượng quan Vân và Trương Hám Thiên cái này hai cái cháu trai, chỉ thích hỉ thế hiếp người, ta nhưng mà không nhìn nổi. Bị chửi thành cháu trai Thượng quan Vân, kêu la như sấm, nhưng không thể làm gì. Bởi vì cái này Tôn Dạ Dung, đồng dạng là kiêm gia kiếm phái thiên kiêu một trong, thực lực đủ để đứng vào trước 10, cùng hắn không phân cao thấp. Hai người tới giữa, không kéo ra trên bản chất thực lực sai biệt. Trọng yếu hơn chính là, Tôn Dạ Dung trong tay vậy cầm bách hoa thần kiếm, so với hắn hàn xương thần kiếm, bao trùm mặt còn muốn rộng hơn, hạn mức tối đa cao hơn. Ở nơi này bình nguyên địa khu, hắn cũng không có 10 phần nắm chặt có thể làm được qua Tôn Dạ Dung. Hơn nữa cái này Tôn Dạ Dung trong ngày thường thích nhất sự việc chính là hành hiệp trượng nghĩa, bất bình dùm, đối với hắn như vậy điệu bộ vô cùng là không thích. Có nhiều lần cũng từ trong tay hắn cứu đối nghịch phái người, bảo vệ nàng trong lòng vậy cái gọi là chính nghĩa. Kiêm gia kiếm phái lưu truyền một câu nói như vậy, chỉ cần có Tôn Sư Tỷ ở địa phương, thì có công bằng cùng chính nghĩa. Từ một góc độ khác mà nói, đây cũng là Tôn Dạ Dung đạo, phù hợp thiên đạo quy tắc cùng ý chí. Nàng càng phát ra kiên trì trong lòng công bằng chính nghĩa, bách hoa thần kiếm lực lượng cũng chỉ càng phát ra mạnh mẽ. Dĩ nhiên, cái gọi là công bằng chính nghĩa cũng có một cân đòn, nếu như nàng phán đoán sai lầm, cầm chân chính làm ác người cho thả đi, như vậy đem sẽ đụng phải thiên đạo cắn trả. Cho nên chính nghĩa là một, Tôn Sư Tỷ nghĩa vô phản cố, nhưng cũng hiểm trở trùng trùng. Đi thôi, mấy tên này theo dõi trên mình ngươi cơ duyên, nếu như lại không rút lui, sợ rằng sẽ bị bọn họ lợi dụng, từ đó không được thoát đi. Tôn Sư Tỷ đối Diệp Thần nói, nàng quơ lên liền trong tay bách hoa thần kiếm, màu tím cùng màu đỏ cánh hoa linh khí hỗn hợp ra, hợp thành một chiếc quang thuyền. Một mực đi về phía nam đi, liền có thể thấy màu đỏ nham thạch nóng chảy cửa, từ nơi đó đi xuyên qua, liền có thể đến tầng thứ tư, cách kiếm ma rơi xuống địa phương lại gần một bước. Trong này nhưng mà tràn đầy rất nhiều hung hiểm, người chú ý. Tôn Sư Tỷ cho ra nhắc nhở, sau đó để lại cho Diệp Thần một cái bóng lưng. Nàng một mình ngăn cản Thượng quan Vân cùng Trương Hám Thiên hai người. Diệp Thần trịnh trọng nói cảm ơn, cái này Tôn Dạ Dung Sư Tỷ nhìn qua là muốn chân chính giúp hắn, vậy mình liền không thể phụ lòng đối phương một mảnh tâm ý. Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng cùng với hư bia và linh nhi lực lượng, hưu một tí chui về phía trước. Nhất thời sử xuất mấy ngàn dặm đường. Hơn nữa hắn cháy luân hồi huyết mạch,
vận dụng luân hồi thiên nhãn, tra xem chung quanh địa thế cùng tình huống, liền phát hiện cái này linh khí bốn phía trong đó hàm chứa một tầng thật nhỏ tơ đen. Vậy thật nhỏ màu đen sợi tơ không hề như thế nào vượt trội, nhưng là nhưng khắp nơi quấn quanh, giống như một bãi trong suốt ao trong đó, hiện đầy thật nhỏ màu đen côn trùng. Bỗng nhiên, vậy hắc trùng sinh ra dị động, lại tựa như lục bình vậy đi Diệp Thần bên này thổi qua tới, tại im hơi lặng tiếng gian bạo khởi. Bất quá Diệp Thần phản ứng nhanh hơn, hắn ánh mắt run lên, năm ngón tay bắt gộp lại, lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên bùng nổ. Cái này một tí, liền đem vậy mấy con sâu cho bắt được nghiền. Bất quá những côn trùng kia tựa hồ là bị Diệp Thần bị chọc giận, rối rít tụ lại, hình thành một cổ hào hùng lực lượng. Hơn nữa côn trùng bạo phát ra cực kỳ thảm thiết tiếng kêu gào, giống như quỷ khóc sói tru, ở Diệp Thần bên tai vang vọng không ngừng. Lần này Diệp Thần không nói tiếp khách khí, trực tiếp thi triển luân hồi huyền bi, mấy đạo tàn ảnh tiếp liền lướt qua, mà hắn vậy đi tới vậy hào hùng sương mù màu đen trong đó. Đưa tay chộp một cái, Diệp Thần trong tay Long Uyên Thiên Kiếm bỗng nhiên chém đi ra ngoài, trực tiếp đem một mảng lớn chiếm cứ ở trong hư không côn trùng, nghiền là đầy trời tuyết sương mù. Diệp Thần tay nâng kiếm rơi, giống như một tên vô tình đao phủ thủ, căn bản không mang bất kỳ cảm tình sắc thái. Cũng không lâu lắm, những côn trùng kia đều là ở dưới tay của hắn hóa thành vong hồn, liền một cái đều chết hết. Làm xong những thứ này, Diệp Thần mới vỗ vỗ vết máu trên người, xoay người rời đi, ở đó trong hư không để lại vô tận tàn huyết thi thể. Diệp Thần vận dụng Hồng Quân lão tổ lưu lại cho mình tới khối kia thiết phiến. Cầm tới cảm ứng 9 tầng trời thần thuật chỗ ở vị trí. Hắn bây giờ đã tiến vào kiếm này vẫn không gian chỗ sâu, Hồng Quân lão tổ lưu lại vật thể, hẳn có thể cảm ứng được mới được. Hắn thử nghiệm đem vậy cục sắt đặt vào tại trước người, sau đó nhắm mắt để tâm cảm thụ, đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, vậy cục sắt liền truyền đến một hồi chập chờn. Trên cục sắt thả ra ánh sáng để cho Diệp Thần tâm thần động một cái, hắn mở ra hồn phách hấp thu lực lượng. Nơi mi tâm xuất hiện một đạo vòng xoáy. Rồi sau đó vậy cục sắt lại là đi tới vòng xoáy bên trong, cùng Diệp Thần hòa làm một thể. Làm hắn lần nữa mở mắt lúc đó, lóe lên thần quang xuyên thấu chân trời. Mà vậy thần quang bất ngờ chỉ hướng một nơi, vậy rất xa trong hư không, có một đạo như ẩn như hiện ám sắc ánh sáng, tựa hồ là ở chỉ dẫn Diệp Thần đi bên kia tiến về trước. Diệp Thần tâm thần động một cái, hắn xuyên qua cái này phiến hư không. Đi đến thần bí kia địa điểm. Ở cái này trong quá trình, không khí chung quanh đổi được càng ngày càng gấp rút, hơn nữa mang theo không nói được không nói rõ khí tà ác, để cho Diệp Thần cau mày. Xem ra kiếm này ma ở địa phương đó, cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Thần tiếp tục tới đến bên kia, mà lần này, hắn đổi một loại tìm kiếm phương hướng, lại nữa để cho mình hơi thở hiện ra. Hắn dọc theo Hồng Quân lão tổ lưu lại cục sắt tản ra ánh sáng. Một đường đi vậy vực sâu trong đó đi. Cùng lúc đó, ở huyết sắc kia cùng ma khí chung nhau sống sót cấm kỵ vùng, khác thường đổi sinh ra. Nơi này đã ngàn vạn năm chưa từng có người đặt chân, lộ vẻ được cực kỳ thần bí, vậy một nơi đứng lơ lửng trên không tinh thần, vô cùng to lớn, vốn treo ở trong vũ trụ lóng lánh ánh sáng. Nhưng lúc này lại là bị nồng nặc ma khí bao phủ, mà ở ngôi sao kia phía sau, có vô số xương trắng tích lũy, chất thành một ngọn núi. Mà ở nơi này núi Bạch Cốt đỉnh phong bên trên, có một tòa bóng người ngồi xếp bằng, hắn đứng ở cái này ở giữa thiên địa, lại tựa như đứng một mình tại gia. Hắn cả người do xương trắng điêu khắc mà thành, nhưng cũng không phải trống rỗng động khô lâu, ngược lại đường cong lưu loát, trương thị có lực, cực kỳ giống cả người bá đạo bắp thịt. Mà trong tay hắn, nắm một cái đại đao. Thần bí này khô lâu tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hắn mở ra vậy đôi trống rỗng động con ngươi. Bên trong có u hỏa cháy. Mà ngọn lửa kia theo khô lâu khe hở, ngay tức thì đốt lần hắn toàn thân, từ đàng xa nhìn, giống như là một viên kinh thiên động địa ngọn lửa cầu. Âu, thú vị, lại tới một cái khách không mời mà đến. Thần bí khô lâu ngay trong ánh mắt, lại có thể đọc lên một chút hứng thú. Ngay sau đó, hắn lấy ra một cây nhọn gai vậy quyền trượng, hướng về phía vậy đầy trời khô lâu một xó xỉnh chỉ đi qua. Nhất thời có một cột sáng hoa không có vào trong đó, ngưng luyện thành một nơi ngọn lửa vòng quanh mặt đất. Thần bí khô lâu đi tới, hắn chân đạp ở đó tầng trên ngọn lửa, cũng không lâu lắm, ngọn lửa im lặng rung rung, đem cái này một miếng nhỏ không gian biến dạng, lại xuất hiện một cái đen thui lối đi. Mà thần bí khô lâu chính là theo lối đi này, đi vào một cái không gian khác,
ở đó mảnh không gian bên trong, có đỏ thẫm nham thạch nóng chảy liên tục sôi trào, hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt, thần bí này khô lâu nhưng thật giống như không có thấy được vậy, đi thẳng tới vậy nham thạch nóng chảy biển chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, có một tầng ánh sáng rực rỡ lóe lên. Thoáng qua tới giữa, thời không biến hóa, thần bí khô lâu bên người xuất hiện hai tia màu đỏ u hỏa, đồng thời lại hiện lên một món lục quang, lộ vẻ được cổ quái mà quỷ dị. Hắn đem vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái sóng lửa, tiếp theo hắn dọc theo này thang đi xuống đi, chỉ chốc lát sau, liền đi tới chỗ này thời không cuối. Ở đó trong bóng tối, có đỉnh đầu vương miện, trên dưới chìm nổi, nó giống như là có vô số cây dây bụi gai cái bện thành, ý voi muôn vàn, quy luật quấn quanh. Vậy từng cây một bụi gai phóng lên cao, trực diện vân tiêu, thật giống như đâm rách chỗ này địa phương. Giữa trung tâm nơi còn có viên kia bảo ngọc, chính là duy trì toàn bộ vương miện lực lượng nguồn. Vật này, chính là Hồng Quân thất bảo trong đó bụi gai vương miện. Ở đó nơi không nhìn thấy, bụi gai vương miện trên mình đại lộ quy tắc vô tận lan tràn, chống đỡ cái này to lớn nham thạch nóng chảy không gian. Hồng Quân thất bảo, mỗi một dạng lấy ra, cũng có thể tự thành một phương thiên địa, đạo uẩn hùng hồn cực kỳ. Đến nơi này bụi gai vương miện trước mặt, thần bí kia khô lâu đưa tay tìm kiếm, lại bị lực lượng vô hình cho ngăn trở, từ đầu đến cuối không được tiến về trước nửa bước. Mà thần bí khô lâu thần sắc chính là càng phát ra âm trầm hung ác, hắn cả thân khí thế bắt đầu bạo tăng, giống như là muốn xông phá tầng này cấm kỵ như vậy. Đáng ghét, cái này đáng chết vương miện, cầm tới cho ta. Thần bí khô lâu thấp tiếng giống giận, không giữ lại chút nào thả ra trên mình vô địch khí thế. Hắn khí thế rốt cuộc để cho phong ấn kia không gian có chút lộ vẻ xúc động, bụi gai vương miện lại cũng đang run run rẩy. Bởi vì từ vậy hư không phía trên, có một cái cả người đen nhánh ma kiếm hạ xuống, toát ra uy chấn bát hoang khí thế. Vậy cuồn cuộn ma khí, tựa hồ là đối với bụi gai vương miện có chút áp chế. Thần bí khô lâu từng bước chậm chạp tiến về trước, cách bụi gai vương miện chỉ còn lại cuối cùng một khoảng cách. Vậy ma kiếm cuồn cuộn ma khí bơm vào đến trên người hắn, làm hắn cả thân đỏ thẫm ngọn lửa cũng chuyển biến thành u hắc vẻ, hơn nữa con ngươi trong đó, còn mơ hồ đổ ánh ra chư thiên vạn giới ma tượng. Qua lâu như vậy, vậy tổng nên để cho ta được điểm lợi. Thần bí khô lâu kinh người cười một tiếng, hắn vậy chỉ khô lâu móng to, rốt cục thì bắt phá chút thời không hạn chế, đến bụi gai vương miện bên cạnh. Cả thân khí tức kinh khủng bắt đầu bạo tăng, hơn nữa không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Chính là như vậy khí thế, chọc thủng vậy nhà tù cuối cùng một chút trói buộc, muôn vàn quy luật bể thành mảnh vỡ, rối rít mà rơi. Bụi gai vương miện tán phát hơi thở, bị vậy ngút trời ma kiếm ép xuống. Thần bí khô lâu vậy như vậy được như ý, gắng gượng từ bụi gai vương miện bên trên lột xuống liền một cây nhọn gai, ngay lập tức tới giữa rút ra tay, sợ bị lần nữa ngưng tụ quy luật cùng đạo lực cho khóa lại. Bụi gai vương miện bên trên, thiếu một miếng nhỏ không rõ ràng, nhưng đối với hoàn chỉnh đạo uẩn quy tắc mà nói, nhưng là chí mạng đả kích. Thoát khốn sau thần bí khô lâu giữ tợn cười một tiếng, đem cây kia nhọn gai bỏ vào mình ngực vị trí, mà hắn cả người trên dưới vậy xảy ra kịch liệt biến hóa. Vốn là trống rỗng động khô lâu trên lại chậm rãi ngưng tụ ra mới mẻ máu thịt, một điểm một giọt hội tụ thành hình. Những máu kia thịt giống như là ngọa nguậy côn trùng, một chút xíu bính hợp, sau đó ra bao trùm trên đó, hợp thành một cái hoàn chỉnh loài người khu. Cái này một màn kinh khủng rơi đi ra bên ngoài, nhất định sẽ cho người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Máu thịt tái tạo, da sống lại, đối với một người mà nói chưa tính là việc khó, nhưng đối với một cái khô lâu, muốn phải hoàn thành này cùng tiến hóa, thiên phú cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Ha ha, bụi gai vương miện, ta vốn là từ trên mình ngươi chia ra một món tàn niệm, hiện tại lại trở về một ít bản thể, ngươi thế nào mà không làm chứ? Thần bí khô lâu âm trầm cười một tiếng, hắn cảm thụ trong cơ thể vậy dâng trào mãnh liệt ngút trời lực lượng, vậy trương mới dung hợp đi ra ngoài người đàn ông trung niên trên mặt mũi, hiện lên một nụ cười. Lại nữa lấy khô lâu hình thức sinh hoạt, là biết bao tuyệt vời một chuyện. Hắn mặc dù là bụi gai vương miện trên sinh ra một chút ác nghiệp, nhưng lâu dài tới nay, vậy có mình ý thức. Hơn nữa hắn còn thường thường ảo tưởng mình có thể hoàn toàn chiếm hữu bụi gai vương miện, như vậy tới một cái, chiến lực liền đem du ngoạn tuyệt đỉnh. Nói cho cùng còn phải cảm tạ kiếm này vẫn không gian, bị phong ấn thời gian dài như vậy, liên quan bảo vật cũng bị tà khí dính, ra đời ta hỗn độn ý thức,
đây mới là nhất căn nguyên. Thần bí này khô lâu, hoặc là nói hiện tại biến thành người thần bí, rất lâu không có nói qua bảo. Hắn hành động này mang tới ảnh hưởng là thật là xấu xa, không biết được. Nhưng có thể xác định phải, con mồi đã đưa tới cửa. Có cái này một món bụi gai Vương Miện hơi thở, ta rốt cuộc có thể tự do ra vào nơi đây, suy nghĩ một chút kiếm này vẫn trong không gian các loại thiên kiêu, huyết khí bồi bổ bổ đến không được. Hắn là do kiếm ma phong ấn nơi thúc sanh một món tà niệm, cũng có thể gọi là khí tà ác. Vì vậy hóa hình sau đó, hắn cho mình lấy một tên là cửu tà. Cửu trọng thiên bên trong, tà ác tự dưng. Cửu tà trong mắt bên trong, lóe lên một tầng vô cùng là quỷ dị màu xám cho ánh sáng, nhưng ở tia sáng kia dưới, lại cất giấu đào đào lửa cháy bừng bừng dung nham. Hắn đi ra cái này mảnh không gian, lần nữa trở lại bể tan tành tinh thần bên trên. Hỗn độn ở chung quanh hắn phơi bày, đem trên núi nhỏ thật mệt mỏi xương trắng cuốn tập hợp đứng lên. Chốc lát sau, hắn mở ra hai tròng mắt, hướng khô lâu kia núi chỗ sâu nhất đi tới. Tiếp tục tăng lên sau đó, hắn cũng có vốn đi truy tầm nhiều thứ hơn. Khô lâu kia núi chỗ sâu có một thanh khổng lồ khô lâu pháp trượng, vắt ngang nơi này, chống lên một phiến trời, mà ở chỗ này phía dưới, chính là có một đoàn đen thui ngọn lửa đang chậm chạp cháy. Sắp tắt, nhưng lại lưu tích chữ xa xưa, không thể phai mờ. Ngươi, rốt cuộc đã tới. Vậy đoàn đen thui ngọn lửa lại phát ra tiếng trầm thấp. Cửu ta gật đầu một cái. Hắn đi tới nơi này ngọn lửa trước mặt, thả cách được quá gần. Cho đến hiện tại cái này đoàn đen thui ngọn lửa, mới cảm nhận được liền cửu tà biến hóa. Ngọn lửa giọng trở nên có chút kích động. Được, tốt, ngươi lại đã dung hợp thân xác, xem ra cách lột xác không xa, chỉ cần kiên trì như vậy đi xuống, liền có thể chân tránh ngưng kết ra một bộ thân xác, từ đó cắn nuốt hết vậy bụi gai Vương Miện. Đến lúc đó, ta cũng có thể hoàn toàn thoát khốn. Nói đến chỗ này, cái này đoàn đen thui ánh sáng, giọng trở nên có chút ác độc. Đáng chết kia tuyệt thế diệt thần kiếm, đem ta phong ấn ở nơi này như vậy nhiều năm. Cũng là thời điểm nên tan vỡ. Hắn là năm đó trận chiến ấy trong đó, bị thần kiếm phong ấn tà ác vật, tới từ thượng cổ, liền chính nó vậy không nhớ rõ mình sống sót nhiều ít năm tháng. Chỉ nhớ được từ mình năm đó ngang dọc thượng cổ thời điểm, không biết cắn nuốt bao nhiêu tiên vực, khi đó ngày qua được vô cùng là dễ chịu. Hiệu lệnh rất nhiều cường thịnh cổ tộc, không người dám không theo. Bất quá cuối cùng nhưng là cái này đáng chết kiếm ma ngang trời xuất thế, cùng hắn đánh được khó phân nan giải, cuối cùng hiến tế vậy cầm hàm chứa thiên địa bổn nguyên tuyệt thế diệt thần kiếm. Mà hắn cũng bị thanh kiếm kia trấn áp tại này, trọn đời không thoát thân được. Kiếm kia ma vốn là đem bụi gai Vương Miện vậy niêm phong, muốn mượn này hoàn toàn tiêu diệt nó. Có thể cuối cùng nhưng lộng khéo thành vụng. Cái này tà ác vật bắt được bụi gai Vương Miện trạng thái suy yếu hạ nơi tách ra vậy một chút tà niệm, bơm vào hủy diệt chi đạo, giúp hắn trưởng thành, biến thành bây giờ cửu tà. Chỉ cần cửu tà có thể hoàn toàn nuốt trọn bụi gai Vương Miện, vậy hắn cũng có thể hoàn toàn thoát khốn. Cửu tà đem cái này tà ác vật phụng là lão tổ, hướng vậy đoàn u hỏa, quỳ lạy. Hồi bẩm lão tổ, ta đã vào tay một khối bụi gai Vương Miện mảnh vỡ, đem làm của riêng, biến ảo hình người. Vậy cửu tà cúi đầu, cung kính nói. Ừ, lần này tựa hồ có người xông vào nơi này. Tà ác vật hỏi. Đúng vậy, lão tổ, lại một bữa hoàn mỹ máu thịt tiến vào, chỉ cần có thể đem hắn chiếm đoạt, vậy thì có thể tự chữa bóng tối đạo nguyên. Ha ha, nhiều năm như vậy tới nay, có thể may mắn tiến vào người nơi này đều hóa thành xương khô, lại cũng không có thể đi ra ngoài, người sẽ để cho người nọ vào đi, đem hắn khóa chết tại đây mảnh không gian. Lão tổ, cửu u phải làm sau đó, liền lập tức lui ra ngoài. Bất quá ở trước khi đi, vậy đoàn đen thui ngọn lửa, kịch liệt xung chuyển, trôi lơ lửng ở hắn bầu trời xương trắng pháp trượng, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến cửu tà trong tay. Đi đi, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, dùng vật này đem hắn giết chết, đây chính là không thể có nhiều tài nguyên. Lão tổ, cửu tà nắm vậy cầm xương trắng pháp trượng. Lực lượng hơn nữa tăng cường một phần, hắn trong mắt hiện ra dày đặc ngọn lửa màu trắng, không ngừng nhảy lên. Cùng lúc đó, Diệp Thần tự nhiên không biết hết thảy các thứ này, hắn đang trong hư không đi, nơi này là vĩnh dạ hắc ám, càng đi về trước, lòng hắn ở giữa phần kia bất an liền càng phát ra mãnh liệt. Đây là một thuộc về hắn luân hồi trực giác, như thế nhiều lần tới nay,
trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó, chưa bao giờ có lỡ tay. Mà lần này hắn cảm nhận được liền nguy hiểm. Bỗng nhiên, Diệp Thần dừng bước lại, trực tiếp cho gọi ra nguyện vọng thiên tinh, vận dụng ẩn hình chức năng. Cái này phiến hư không nửa đêm dần dần đi qua, nghênh đón bình minh. Cụ thể địa hình địa vật lộ vẻ hiện ra, lại là một phiến vắng vẻ hoang vu sa mạc. Mà đây sa mạc lộ vẻ được vô cùng là phổ thông, mọi âm thanh yên lặng, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, cuốn lên cát bụi. Hết thảy cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng là Diệp Thần thông suốt ngẩng đầu lên, bởi vì hắn gặp được như bánh xe thăng lên thái dương, lại là như tàn máu một màu sắc giống vậy, giống như là chiều tà hoàng hôn, để cho người nhìn trong lòng nặng nề. Vô cùng khủng bố xa xưa hơi thở, từ vậy mặt trời lặn chỗ sâu nổi lên, cái này phiến sa mạc trong đó, vô số cổ xưa yêu thú cùng ma thần, đều rối rít né tránh, sợ bị ảnh hưởng đến. Vậy đạo hơi thở có thể nói là chấn nhiếp vạn vật, còn có một chút huyết mạch uy nghiêm áp chế. Màu máu ánh mặt trời lặn tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, để cho sa mạc đổi được nóng rực. Từ vậy máu đỏ chiều tà ánh mặt trời lặn trong đó, đi ra một người, bị máu đỏ hoàng hôn cho che lại, không thấy rõ mặt mũi. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, hắn thần niệm ở trên không trong đó mở ra, đem toàn bộ địa giới thu hết vào mắt. Một khắc sau, Diệp Thần con người bỗng nhiên co rúm một cái. Bởi vì cái này đạo hơi thở sau lưng, là vô tận cút ma thiên lôi. Ngay tại lúc này, một đạo rừng rưng không tình cảm thanh âm truyền tới, không nghĩ tới ta nói một chút đói, sẽ có con mồi tự động đưa tới cửa, thật là ngạc nhiên mừng rỡ à. Thân hình kia cao lớn nam tử vác một cái xương chế thành to lớn pháp trượng, ánh mắt sâu như vậy, nụ cười tà ác. Mà hắn tản ra hơi thở, nhanh chóng hình thành một tầng tràng vực bao vây, đem nơi đây giam cầm. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời thì có đề phòng, cái này cùng phe phòng ngự trận, cũng không phải là không phá được, chỉ cần quy tắc lực đủ cường đại là được. Hắn sắc mặt trầm xuống, bất quá nhưng vẫn duy trì thanh tỉnh. Cái này các nơi có thần ma xuất hiện, hơn nữa không phải thuộc về mấy đại tông phái, vậy thì chỉ có một cái giải thích. Là nguyên bản liền tồn tại ở mảnh thiên địa này trong đó. Mà từ đối diện hắn đi tới, chính là xương trắng hóa hình cửu tà. Diệp Thần vận dụng luân hồi mắt, xuyên thấu vô căn cứ, đều không có thể nhìn thấu người này chân thực diện mạo. Ha ha, đừng hỏi dò, ta thân phận, đến lúc đó ngươi tự nhiên thì biết. Vậy cửu tà nâng tay lên ở giữa khô lâu pháp trượng, ầm ầm đưa tới một tiếng vang thật lớn, trong thoáng chốc, như máu ánh mặt trời lặn đổi được càng hừng hực. Mà vậy cát bụi vậy cuộn sạch lên, bay múa đầy trời, đem trước mắt không gian toàn bộ che giấu. Cửu tà trong tay khô lâu pháp trượng tựa như có hấp hồn chức năng, bốn phía có tích trữ sinh vật sống, hú lên quái dị, hồn lực bị hút vào khô lâu pháp trượng trong đó. Đầy trời cát vàng bị bổ ra một đạo to lớn kẽ hở, hào hùng áp lực theo tới, tàn phá bát phương to lớn khô lâu pháp trượng bất ngờ thành hình, hung hăng đánh xuống, liền vậy hư không cũng xuất hiện vô tận chấn động. Người này ra tay một cái, liền dẫn động trong thiên địa nổ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Thần nghĩ như vậy cho gọi ra Long Uyên Thiên Kiếm, lấy huyết khí ngăn cản, nhưng khi tiếp xúc được pháp trượng cuồng phong trong nháy mắt kia, sắc mặt hắn vẫn như cũ là thay đổi. Không tốt. Vậy cầm khô lâu pháp trượng giống như là từ địa ngục tới, bóng mờ trong đó, ngay tức thì xông ra vô số dữ tợn khô lâu. Hơn nữa vô tình cắn xé, đem Long Uyên Thiên Kiếm màn trời màu máu cho xé tan thành từng mảnh. Diệp Thần nhất niệm đến đây, chủ động lui về phía sau, thả kéo ra không gian. Thực lực bực này, có thể nói khủng bố. Dựa theo Diệp Thần phỏng đoán, cửu tà mới vừa vậy một đao, liền đủ để giết chết một tên trăm gia cảnh chín tầng trời cường giả. Hắn rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên. Lần này hắn không có dùng luân hồi thiên nhãn, mà là lấy thời gian pháp tắc tiến hành suy diễn, hắn muốn biết người này thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì. Làm khi đó không chuyển đổi sau đó, một món hắc vụ phiêu tán ra, để cho Diệp Thần trong lòng giật mình. Ha ha, vô dụng, ở nơi này phiến trong hư không, căn bản không cách nào tới diễn hóa thân phận chân thật của ta. Không quá ta có thể nói cho ngươi. Cửu tà vuốt ve trên mặt đao vậy mấy tia tàn hồn, thần sắc cực kỳ hiếm thấy nhu hòa. Ta là kiếm này vẫn không gian trong đó thai nghén ra một chút tà linh, ngươi cũng có thể gọi ta là cửu tà. Lúc này cái này tà linh nhìn qua, lại là có chút bản thân.
bất quá Diệp Thần sâu sắc rõ ràng tà linh bản chất rốt cuộc là cái gì, hắn mới sẽ không dễ dàng bị lừa. Diệp Thần bàn tay lộn một cái, Hoang Ma Thiên Kiếm xuất hiện trong đó, nếu đối phương là tà ma, vậy thì lấy ma khắc ma. Hoang Ma Thiên Kiếm sức nặng không thể lường được, tùy ý một kiếm, liền có thể sinh ra cuồn cuộn sát khí, tiêu tán ra, tràn ngập trải qua lâu. Hắn ngâm ở chỗ này cùng kiếm đạo bên trong đã lâu, lúc này vậy có chút cảm ngộ. Bất quá cửu tà cũng không định cho hắn cơ hội, vậy như cuồng long vậy khô lâu pháp trượng, giờ phút này bạo phát ra uy lực chân chính. Cuồn cuộn sát khí tràn ngập ra, ngay tức thì tràn ngập ở vừa nhìn vô tận sa mạc bên trong. Cát bay đá chạy, che khuất bầu trời, ban ngày lại biến thành nửa đêm, huyết sắc kia ánh mặt trời lặn treo ở chân trời, thật giống như một cái cắn người khác viễn cổ quái vật, tùy thời chờ đợi đánh ra. Khô lâu pháp trượng hóa hình thành cái này trong thiên địa nắm giữ, vô số khô lâu lộ vẻ hiện ra, mở ra cửu hận ánh mắt. Lần này, khô lâu pháp trượng trực tiếp che giấu thiên địa, chuyển động thân hình, cự lực mãnh liệt. Diệp Thần cảm nhận được liền hoàn toàn ngút trời áp lực. Chung quanh không gian đều đã bị phong tỏa, hắn muốn chạy trốn vậy khó khăn trùng trùng, vậy cửu tà chính là vì lấy tính mệnh của hắn mà ở lại chỗ này. Hắn không do dự, trực tiếp vận dụng luân hồi huyết mạch, lại phụ trợ vô cùng vô tận ma khí, nhất thời biến ảo thành vậy mây đen cuồn cuộn sấm sét. Yên lặng ở mây đen trong đó đầy trời sấm sét, nổ bắn ra ra, muốn đánh xuyên cái này phiến hư không, nhưng mà cuối cùng nhưng không nhanh mà chấm dứt. Diệp Thần giơ lên Hoang Ma Thiên Kiếm, muốn lấy này tới thọt xuyên cái này phiến chân trời. Nhưng mà, làm khô lâu kia pháp trượng đè lúc xuống, hắn mới biết cái gì gọi là làm thực lực lên áp chế. Cái này cửu tà nếu như thả vào ngoại giới so sánh, tương đương với lúc ấy dung hợp cửu đỉnh Hồng Thiên Kinh, thậm chí mạnh hơn, thực lực kinh khủng dị thường. Bằng hắn thực lực trước mắt, sợ rằng còn chưa đủ để thả chống lại. Diệp Thần lấy ra mấy tờ linh nhi luyện chế không gian thần phù, dán vào thiên kiếm bên trên, rất nhanh, những phù văn kia lóe lên không ngừng, nhưng lại ở ngay lập tức tới giữa tát. Bởi vì vậy chân trời khô lâu lực, chân thực quá mức to lớn. Ha ha, vô dụng, nơi này không gian chính là ta cố ý làm ra tới vây khốn ngươi, ngoan ngoãn cùng ta đi thôi. Cửu tà trước mặt không khí trình độ cao nhất nén, hắn hơi ra khô lâu pháp trượng, nơi kéo theo cát bụi đếm không hết. Như vậy cuồng mãnh hung ác ý, giống như là như hồng thủy cuồn cuộn chấn thiên, đem cái này mảnh không gian toàn bộ rót đầy, căn bản là không có lưu nửa điểm chỗ trống. Toàn bộ hư không cũng bởi vì hắn cái này một đao, mà rối rít sụp đổ, lộ ra diện mạo vốn có. Nơi này nguyên lai là một phiến rơi xuống tinh không, vô số vẫn thạch cùng tinh cầu ở chỗ này rơi xuống, hình thành cực kỳ to lớn đất hoang vu. Như vậy có thể gặp. Năm đó vậy trận chiến dịch rốt cuộc là có kinh khủng dường nào. Diệp Thần cả thân không gian cũng bị phong tỏa ở, trán hắn toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, đây là trước đây chưa từng thấy. Cho dù vận dụng luân hồi huyết mạch cùng chỉ thủy nhất kiếm, đều không gặp được có thể phá vòng vây. Linh Nhi, người có biện pháp phá vỡ nơi này không gian sao? Diệp Thần chỉ có thể nhờ giúp đỡ Linh Nhi. Nhưng mà Linh Nhi nhưng là lắc đầu một cái, ta thử qua, không có cách nào. Nơi này không gian quy tắc cực kỳ cổ quái. Đáng chết. Ngay tại Diệp Thần tâm tư chuyển động lúc đó, hắn ấn đường bỗng nhiên lúc này sáng lên lau một cái ánh sáng, ngay sau đó nhanh chóng mở rộng, lên như diều gặp gió, đem cái này ma khí cùng cát bụi hỗn hợp gió bão xé ra một cái chỗ rách. Diệp Thần nhất thời làm chấn động một cái. Hắn nhanh chóng thúc giục luân hồi huyết mạch, toàn bộ đi ấn đường chỗ hội tụ. Đúng như dự đoán, một cái đen thui cục sắt hư ảnh nổi lên. Hắn đến mức, liền liền vậy cuồng bạo ma khí cũng không dám đến gần. Diệp Thần lợi dụng cái này một chút lực lượng, đem cái này ma khí vây quanh bầu trời rạch ra một vết thương, chợt dậm chân đi lên, nhanh chóng rời đi. Cửu tà vậy đôi trắng xám con người bên trong, hiện ra nồng nặc kinh ngạc. Hắn nhìn Diệp Thần, lại nhìn vậy mưa gió lưu động, sấm sét vây quanh khô lâu xương trắng, trong lòng có chút hoài nghi. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Lão tổ ban cho xuống khô lâu pháp trượng, lại làm sao có thể sẽ bị một cái tầm thường kiếm tu cho đánh vỡ. Hắn như cũng không dám tin tưởng sự thật. Đây chính là lão tổ à, thời đại thượng cổ kinh tài diễm diễm nhân vật. Diệp Thần cũng không quản hắn đang suy nghĩ gì, chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi đây, hắn có thể dự cảm đến, một khi để cho khô lâu kia pháp trượng nơi cuốn lên gió bão hoàn toàn thành hình, vậy hắn cũng đừng nghĩ chạy đi.
cửu tà điều khiển vậy đầy trời gió bão, đè ép tới, hắn khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt giấy lên quỷ dị u hỏa. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho cái này con mồi chạy. Mà Diệp Thần vậy cảm nhận được liền cực lớn áp lực, hắn cắn răng, dự định thi triển ra chỉ thủy nhất kiếm, mượn dùng không không thời không lực lượng, tới đột phá cái này phiến cấm kỵ không gian phong tỏa. Nhưng ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nơi mi tâm vậy cục sắt bộc phát ra ánh sáng sáng chói, thật giống như hóa thành một cái kim quang lòe lòe bàn tay, trực tiếp bắt thấu trước mặt hư không, chế tạo ra một nơi hắc động lối đi. Sau đó ngay tại cửu tà phía dưới mí mắt, Diệp Thần bị bàn tay to kia mang đi, tiêu tán ở trong hư không. Đáng chết, lại có thể để cho hắn trốn thoát. Cửu tà cả người đều sợ ngây người, một lát sau hắn kịp phản ứng, toàn bộ bể tan tành hư không chiến trường, cũng quanh quẩn hắn vậy gầm thét không kềm chế được thanh âm. Bất quá rất nhanh, cửu tà liền tiếp thu được lão tổ tông tin tức. Đem hắn tán lạc luồng khí thức kia thu hồi lại, có lẽ đối với ta có trọng dụng. Cửu tà dựa theo chỉ thị, rút lấy Diệp Thần chiến đấu hơn lưu lại luân hồi hơi thở, sau đó vung tay lên, cái này phiến hư không khôi phục nguyên trạng. Mà hắn vậy lại lần nữa trở lại vậy xương trắng dày đặc đất thần bí, đem này kiểu đồ giao cho lão tổ. Ai ngờ lão tổ thu được cái này mấy tia khí tức sau đó, lại hiếm thấy kích động. Hơi thở này, có thể để cho thần hồn của ta tạm thời thoát khỏi tuyệt thế Diệt Thần kiếm giam cầm. Vậy tia màu đen chớp sáng hấp thu Diệp Thần lưu lại đại lộ hơi thở sau đó, dần dần đổi được ngưng tụ, hơn nữa chậm rãi sinh ra một tầng vỏ ngoài. Giống như là một viên hỗn độn ra đời trứng. Trứng kia xác hai bên từ từ mở ra, hắc phụ từ trong tràn ngập ra, khi thì ấp úng, khi thì đóng cửa, lộ vẻ được thập phần thần bí xa xưa. Cái này đạo hơi thở người có, huyết mạch phi phàm, nếu là có thể đem hoàn toàn chiếm đoạt, có lẽ ta có thể khôi phục một phần ba thực lực. Vậy hỗn độn trứng trong đó, có u viễn thanh âm truyền tới. Cửu ta cúi đầu, nói, xin lỗi, lão tổ, là ta bất lực, không thể đem mang về. Cái này hỗn độn trứng nghe vậy, lại không có tức giận, ngược lại ha ha cười một tiếng. Ngươi cũng không có thể đem hắn mang về, đủ để chứng minh người này thực lực cường đại, huyết mạch nghịch thiên, từ khác một góc độ mà nói, đây không phải là tốt hơn sao? Nếu như hắn tùy tiện bại với tay ngươi, không có thành công chạy khỏi, vậy ta còn được hoài nghi hắn thiên phú là hay không có thể là ta sử dụng. Ở nơi này kiếm vẫn không gian trong đó, hắn là không trốn thoát được, đi thôi, mang ta đi ngoại giới đi một vòng, hút một ít trẻ tuổi máu thịt, ha ha. Lão tổ. Cửu ta cầm lên viên kia hỗn độn trứng, đi ra cái này thật mệt mỏi xương trắng nơi chất đống phần mộ. Kiếm vẫn không gian đã mở mấy ngày có thừa, tất cả loại tranh đoạt vậy lâm vào ác liệt giai đoạn, thí dụ như Kiếm gia kiếm phái, cùng với Huyền Hải Lôi Tông cùng thế lực cao cấp, đã nắm giữ 9 tầng trời thần thụ một ít bí mật. Nếu như muốn lấy được thần thuật, nhất định phải ở những này qua bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phong ấn kia hắc ám lực lượng cuốn tới, bọn họ muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Lần này tiến vào kiếm vẫn không gian Kiếm gia kiếm phái người phân là mấy mạch, Phá Lệ thu nạp nam trong phái, lấy Thượng Quan Vân cầm đầu là một, Trương Hám Thiên cầm đầu là hai. Mà đây thứ ba, chính là Kiếm gia kiếm phái Dạ Vô Miên, người này vóc người sinh được cao lớn, phong thần anh tuấn, là rất nhiều Kiếm gia kiếm phái nữ đệ tử tình nhân trong mộng. Hắn sử dụng thần kiếm tên là Bình Minh Tảng Sáng, hai màu trắng đen thay nhau. Làm sử dụng tảng sáng kiếm pháp lúc đó, Dạ Vô Miên tóc vậy sẽ thay đổi là đen trắng hai màu, âm dương kết quả cuối cùng, dị tượng vô cùng là cường thịnh. Hắn thực lực đủ để đứng vào Huyền Hải Thiên Kiêu bảng trước 10, cái này cái gọi là Thiên Kiêu bảng, Kiếm gia kiếm phái thiên tài hạng chiếm nửa số. Lúc này, Dạ Vô Miên mang hơn 10 cái Kiếm gia kiếm phái người, đi tới một phiến tràn đầy vô giới hạn cánh đồng hoang vu bên trong. Nơi này phong cảnh vô cùng là kỳ lạ. Ban ngày đêm thay nhau, bình minh cùng đêm tối chuyển đổi quá trình cực kỳ rất lâu. Hay hoặc là nói đêm tối ngày giờ chiếm đa số, xa xa thắng được bình minh. Vì vậy vậy ra đời một ít ẩn núp tại hắc ám bên trong loài. Một đường tới nay, bọn họ đã giết chết mấy phê ẩn núp quái vật. Dạ sư huynh, nơi đây khá là quỷ dị, chúng ta còn tiếp tục hay không tiến về trước? Một tên Kiếm gia kiếm phái đệ tử tiến lên hỏi. Dạ Vô Miên nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, vì sao không thể tiến về trước? Kiếm này vẫn không gian tuy nói khó khăn trùng trùng, nhưng có ta ở chỗ này, các ngươi không cần sợ. Vậy núp ở nơi này bảo bối,
nhất định là quy về chúng ta. Dạ Vô Miên người này, trời xanh tính cuồng ngông, kiêu ngạo tự đại, bất quá tại hắn mà nói, cũng có cuồng ngạo vốn. Còn lại mấy cái kiếm phái đệ tử, hai mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không thể nào nói tới. Dẫu sao bọn họ cái nghề này người trong đó Dạ Vô Miên là nhất địa vị tối cao, cũng là người thực lực mạnh nhất. Bọn họ như là theo chân Dạ Vô Miên đều không cách nào lấy được thần thuật bồi bổ, vậy ở thủ hạ người khác thì càng là mộng tưởng hảo huyên. Huống chi Dạ Vô Miên có cái ưu điểm, hắn nói chuyện làm việc cho tới bây giờ nói một không hai, nói đến sẽ làm được. Vì vậy đoàn người tiếp tục hướng bên trong tiến về trước, rốt cuộc, bọn họ tựa hồ tới cái này phiến cánh đồng hoang cuối. Bất quá khi bọn hắn gặp được vậy cuối đổ lúc đó, nhưng chợt dùng mình một cái. Bởi vì ở nơi đó, có dày đặc xương trắng, chất đống thành núi, tựa như đã hoang phế vô số tuổi. Dương mắt nhìn lên, vậy xương trắng mệt mỏi đọng lại thành một tòa khổng lồ dãy núi, sát khí ngất trời, sát ý uy nghiêm, chất đống ở chỗ này, giống nhau đã biến thành một nơi vách không gian. Không ít người nhìn vậy xương trắng núi, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái này được chết liền bao nhiêu người, mới có thể chất đống thành này cùng hình dáng. Ngưng tụ sát khí, đều đủ để cho người cảm thấy sợ hãi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này thiên địa quy tắc cũng thay đổi, là bị vô số oan hồn ma khí sát khí ăn mòn, tiến tới chuyển biến thành bóng tối đạo pháp, ngăn cản tờ mờ sáng tới. Chúng ta vẫn là đi trở về đi, nơi này hơi thở để cho ta cảm thấy sợ. Một tên thể hình thon nhỏ kiêm gia nữ đệ tử có chút không gánh nổi, nàng không dám đối mặt với vậy đầy khắp núi đồi hài cốt, lên lui trống lớn. Mà những người khác vậy không có nói gì, chỉ là yên lặng nhìn nàng một mắt. Liền Dạ Vô Miên vậy rơi vào trầm tư, mình tới chỗ này, rốt cuộc có phải hay không chính xác? Nếu là bị sát khí bao vây, tử khí vào bên trong cơ thể, vậy nghênh đón bọn họ chính là tử vong cùng ý định giết người. Dạ sư huynh, chúng ta trước hay là tạm thời rút lui đi, vậy bảo vật bị đặt ở nơi này, cần phải là sáng mở rực rỡ mới đúng, như vậy hắc ám băng hàn, thật sự là bất đại đối kính. Ngoài ra một tên kiêm gia kiếm phái đệ tử vậy lên tiếng, hắn hết sức lo sợ, trên tay nắm bảo kiếm vậy mơ hồ rung rung. Đó là một loại là vì sâu trong nội tâm sợ hãi. May là lấy Dạ Vô Miên kiêu ngạo cùng tự đại, lúc này cũng không khỏi không dừng bước lại, thận trọng suy tính. Hồi lâu sau này, hắn rốt cục thì gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta liền rời khỏi nơi này trước đi, sau sự việc làm tiếp thương nghị. Hơn 10 tên kiêm gia kiếm phái đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vừa muốn xoay người rời đi, liền cảm nhận được liền một cổ sát khí phóng lên cao, ám dạ hắc vụ tràn ngập mở ra, đem vậy ánh mặt trời lặn cũng che vung tới. Đám người chợt quay đầu, liền phát hiện từ vậy xương trắng trong dãy núi. Có một cái thần bí khô lâu bay lên không, những xương trắng kia rối rít bay lên giữa không trung, tụ tập đến hắn sau lưng, hội tụ thành đối với khổng lồ cốt sực. Đó là vật gì? Kiêm gia kiếm phái chúng đệ tử con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái. Bọn họ ở chỗ này trước, chưa bao giờ gặp qua như vậy cường thịnh quái vật, hơn nữa còn có linh trí, sẽ dung hợp cùng chiếm đoạt. Dạ Vô Miên ánh mắt hóa thành một đạo ác liệt phi kiếm, hướng thần bí kia khô lâu chém tới. Chỉ bất quá rơi vào khô lâu trên mình thời điểm, giống như là tìm không đau không nhột một đao, ước chừng mang theo một đạo thiển sắc vệt trắng, trừ cái này ra, không bất kỳ tác dụng. Dạ Vô Miên mắt đao chính là một môn tuyệt học, thoát thai tại tảng sáng kiếm quyết, uy lực thập phần cường đại. Hiện tại nhưng không phát huy ra phân nửa tác dụng tới. Trốn. Đây là Dạ Vô Miên phản ứng đầu tiên, khi bọn hắn lợi dụng trong tay thần kiếm, xé ra cái này phiến hư không lúc đó. Nhưng phát hiện không gian kẽ hở đã đọng lại, giống như là bị loại nào đó lực lượng thần bí làm phép đóng kết vậy. Mà thần bí kia khô lâu huy động sau lưng cốt sực, một hồi bạo liệt gió lớn cuốn tới, dọc đường cuốn lên muôn vàn dương trần, như là muốn hủy thiên diệt địa vậy, vô cùng là khủng bố. Dạ Vô Miên các người chỉ có thể cứng rắn cắn răng, xoay người khua kiếm, cản lại đạo này trình độ cao nhất gió bão. Thiên nữ tán hoa. Đại lôi pháp chú. Gió qua vô nhai. Mỗi cái kiêm gia kiếm phái các đệ tử, phân biệt sử xuất mình thần kiếm tuyệt kỹ, trong chốc lát tất cả loại kiếm quyết gió bão tàn phá mặt đất, so với vậy quơ múa tới đây cốt sực, không biết cuồn cuộn liền nhiều ít lần. Có thể cuối cùng đều ở đây cái này cốt sực nhô lên gai dưới, mất đi thành trần, tiêu tán vô ngân. Ha ha,
vô dụng. Thần bí khô lâu trên mình huyết quang thoáng hiện, tiếp theo mà đến, chính là vô số gầm thét đầu khô lâu, trong chốc lát, man hoang, giết hại hơi thở bao phủ toàn bộ cánh đồng hoang vu. Như mình mông vậy dạo dực, uy lực vô cùng, vô số sinh linh làm chìm nổi. Dạ Vô Miên thậm chí đều cảm giác được trong tay mình thần kiếm bình minh tảng sáng trở nên có chút hốt hoảng, không ngừng run rẩy, muốn chạy trốn nơi đây. Hắn nhanh chóng đi thần kiếm bên trong bơm vào một chút tự mình linh khí, một lúc lâu, bình minh tảng sáng mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cái này rốt cuộc là thân phận gì, thực lực có thể nói khủng bố. Mọi người giúp ta một cái, đối phương thực lực rất mạnh, có lẽ chỉ có sử dụng hợp kích một kiếm, mới có hy vọng phá vòng vây. Dạ Vô Miên mặc dù cuồng vọng tự lớn, nhưng cũng có hạn độ, đối mặt mạnh ra địch nhân gấp mấy lần, hắn không dám khinh thường buông lỏng. Vì vậy điều động mọi người thần kiếm lực, lấy hắn là trung tâm, hội tụ thành một đoàn rực rỡ chói lọi. Thần uy cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, một con thần long bay lên không, lên như diều gặp gió, vậy cực kỳ giống như thật miệng rồng trong đó, hơi thở rồng ấp úng, diễn hóa ra vô tận bạo gió mau mưa, trong thoáng chốc điện thiểm lôi minh. Mây đen đè thành thành muốn tồi, kim quang hướng ngày kiếm khí mở. Đây là Kim Gia kiếm phái hợp kích tuyệt kỹ một trong Kim Luân thần kiếm. Cần do 6 tên trở lên thiên phú kiếm đạo vượt trội đệ tử chung nhau thi triển, hơn nữa ở chỗ này trong quá trình, muốn đạt tới người kiếm hợp nhất, tim cùng kiếm minh. Cho dù là bước chân vào nửa bước thiên quân cường giả, cũng không cách nào chính diện tiếp một kiếm này. Nhưng mà cái này đạo kiếm khí ngưng tụ thành thượng cổ kim long còn chưa từng xuyên phá hư không, liền bị vô biên sát khí cho đánh rớt trở về, trong thoáng chốc huyết quang kinh động thiên địa, kiếm mang loạn thế, cái này hợp kích một kiếm bị vô tình đánh rơi. Vậy mấy tên Kim Gia kiếm phái đệ tử rối rít khạc ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu lên nhìn về viễn không, thần sắc hoảng sợ. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới, thần bí kia khô lâu lại sẽ có như thế thực lực cường đại. Kiếm mang tán lạc khắp nơi, lại bị đồng loạt hút dậy, toàn bộ tụ vào đến thần bí khô lâu trống rỗng động khung xương bên trên. Thần bí kia khô lâu dần dần huyễn hóa ra một đạo yểu điệu bóng đẹp, lại là một tên yêu mị cô gái, một cái nhăn mày một tiếng cười tới giữa. Phong tình vạn trùng, vô cùng là quyến rũ. Cửu ta có thể sử dụng bất đồng lực lượng, xây dựng ra bất đồng thân xác. Như vậy rời ảnh đổi hình thuật, thả vào ngoại giới, có thể đi làm một tên ẩn núp gián điệp hai mặt. Cửu ta tuy ngưng tụ thành nữ nhi, nhưng câu nói đầu tiên mở miệng vẫn là trầm thấp phái nam giọng, dần dần thích ứng sau đó, mới do cương nghị đổi được chói tai, cuối cùng hoàn toàn đổi thành là cô gái diêm dúa loè loẹt. Đám người nghe được hắn mà nói. Thật là rợn cả tóc gáy, cả người nổi da gà lên. Từ xưa tới nay, nam không nam nữ không nữ âm phủ vật, đáng sợ nhất. Dạ Vô Miên trên mặt, hiện ra trước đó chưa từng có vẻ âm trầm. Liền bọn họ hợp kích kiếm pháp đều không cách nào giết chết người, nhất định là cực kỳ kinh khủng tồn tại, thậm chí vượt qua trưởng lão, bước vào thiên quân có thể. Nhưng là kiếm này vẫn không gian trước khi tiến vào, đã sớm có hạn chế, những thế lực kia khóa độ quá lớn cường giả. Một mực không được đi vào. Bọn họ ánh mắt cũng nhắm ngay vậy trên bầu trời cửu tà, nhưng chưa từng ngờ tới một món thật nhỏ đen nhánh hỗn độn khí, từ vậy bị đông lại hư không trong khe tràn ra. Rồi sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, chui vào lưu tại hậu phương một tên nữ đệ tử trong cơ thể. Nữ đệ tử kia nhất thời cả người chấn động một cái, nguyên bản nóng nảy ánh mắt sầu lo, ngay tức thì đổi được đen nhánh, thậm chí có sương mù nhàn nhạt tràn ngập ra. Tên nữ đệ tử này tà mị cười một tiếng, thừa dịp trước mắt hai người không chú ý thời điểm, cầm trong tay hai cây đoản kiếm, hung hãn đẩy vào bọn họ sau lưng. Hai tên đệ tử kia nhất thời ánh mắt biến đổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó bọn họ thân thể tiêu tán thành trần, một chút dấu vết cũng không có để lại. Người phía trước rối rít bừng tỉnh cả kinh, đợi bọn họ quay đầu, liền gặp được cực kỳ sợ hãi một màn. Vậy từ trước đến giờ lấy khôn khéo nổi danh tiểu sư muội, lúc này biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ hình dáng, khóe miệng còn lưu lại lau một cái khiếp người nụ cười. Không tốt, Vương sư muội là bị cái gì tà ác vật xâm lấn. Một tên đệ tử thấy rõ cái này Vương sư muội trong mắt u hắc vẻ sau đó, vội vàng chợt lui. Vậy Vương sư muội quỷ dị cười một tiếng, thân hình lóe lên, chỉ chưa tàn ảnh, chốc lát tới giữa, liền tới hắn bên cạnh. Tay nàng chỉ nhanh chóng dài dài, đổi được đen nhánh vô cùng, sống tựa như ma thú móng vuốt, về phía trước biến dạng đi.
Thật may tên kia nam đệ tử phản ứng khá nhanh, kịp thời xuất kiếm, chặn lại một chiêu này. Làm hắn cúi đầu nhìn lúc đó, nhất thời thần sắc mãnh đổi, bởi vì thanh thần kiếm kia xuất hiện không lành lặn, lại là bị rất miễn cưỡng bắt hư. Rốt cuộc là thứ gì nhập vào người ở sư muội trên mình, lại khủng bố như vậy. Hắn trong lòng vô cùng là hoảng sợ, nhưng là hiện tại không có biện pháp chút nào. Vậy tiểu sư muội đứng tại chỗ, đầu đầy tóc đen bay lượn, cặp mắt tựa hồ biến thành hắc động, cực kỳ thâm thúy xa xưa. Nàng ngửa đầu cười to, thanh âm như quả đen kêu gào như vậy chói tai, khó nghe. Ha ha ha, dòng dã mấy chục ngàn vạn năm, bổn tọa rốt cuộc có thể thoát khốn, chạy ra khỏi vậy tối tăm không ánh mặt trời địa phương, cảm thụ vũ trụ sức sống. Hắn lời nói thoải mái cực kỳ, dung nhập vào ngày trước khung bên trong, tựa như phá hủy vạn vật, liền thực tế quy luật cũng xuất hiện vết rách. Làm nàng bất ngờ cúi đầu lúc đó, ánh mắt trong đó, máu đỏ tàn ảnh dần dần phóng đại. Mà các ngươi, đem trở thành bổn tọa thoát khốn sau thứ nhất bữa món ăn ngon. Chiếm cứ tiểu sư muội thân thể ác ma liếm môi một cái, như vậy hình dáng, vừa giữ tợn lại vi hòa. Hắn trên mình bộc phát ra khí tức cường đại, không kém chút nào thần bí kia khô lâu. Dạ Vô Miên không biết đoạt xác người thân phận, nhưng có thể kết luận, nhất định là cực kỳ tà ác ma đầu. Nhất niệm đến đây, hắn không do dự nữa, trực tiếp rút ra vậy cầm bình minh tảng sáng, tóc đen bù xù, vỗ vào ở trên khuôn mặt anh Tuấn, lúc này hắn trong mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa. Trong tay hắn thanh kiếm kia, đen trắng rõ ràng, hiện ra tí ti dùng mình, theo thân kiếm leo lên hắn cánh tay, khí thế càng ngày càng mạnh lớn. Tảng sáng kiếm pháp, núi cao chỉ thủy. Dạ Vô Miên một kiếm đánh ra, tựa hồ có hắc ám cùng quang minh xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành cuồn cuộn sóng lớn, gió lạnh phục dậy, tuyết lạc đầy trời. Sóng lớn thời gian đảo mắt hóa là từng tầng một vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén, đem hư không cũng cho cắt ra, kinh khủng mạnh mẽ lực đạo, tựa như làm cho cả thiên địa làm rung động. Núi cao nước, chảy xiết đến biển, càng đến chênh lệch lớn vết nứt chỗ, nước chảy liền đánh vào được càng mãnh liệt hơn. Vì vậy Dạ Vô Miên núi cao chỉ thủy, đến ra chiêu một khắc kia chính là trạng thái mạnh nhất, đủ để biến dạng tinh không, hủy diệt tinh vực. Một chiêu này truyền thừa từ thượng cổ Kiêm Gia Tiên Tử, năm đó Kiêm Gia Tiên Tử cùng Hồng Quân Lão Tổ, ở Bồ Đề dưới thác nước ngộ đạo. Bình minh tảng sáng lúc đó, Kiêm Gia Tiên Tử ở minh, Hồng Quân Lão Tổ ở trong tối, hai người lẫn nhau là cỡ đó, hỗ trợ lẫn nhau, âm dương tương sinh, Kiêm Gia Tiên Tử liền sáng chế ra cái này tảng sáng kiếm pháp. Này cùng kiếm thuật không cách nào cùng Hồng Quân Lão Tổ sáng chế cao nhất thần thông so sánh, nhưng cũng là đứng sau hắn tồn tại. Chỉ tiếc truyền thừa xuống tảng sáng kiếm pháp, chỉ để lại trước mặt ba thức, phía sau bốn thức đều đã thất truyền. Thức thứ ba liền có thể đạt tới như vậy hiệu quả, dùng Dạ Vô Miên vững vàng chiếm cứ thiên kiêu bảng trước 10 vị trí, chỗ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Dạ Vô Miên dùng được chiêu này sau đó, bên người hắn mấy người kia, tinh thần rối rít chấn động một cái. Một tên vóc người cường tráng Kiêm Gia kiếm phái đệ tử, sử dụng một cái như chiến chủy vậy trình độ cao nhất trọng kiếm. Hắn người khoác đen nhánh khôi giáp, cả người bắp thịt bạo khởi, giống như là một đầu cuồng mãnh gấu to. Hắn sử thanh kiếm này tên là Thiên Lôi Địa Hỏa, có thể đứng hàng huyền hải thần kiếm bảng danh sách. Mà chính hắn, cũng là thiên kiêu bảng hạng trước 50 cao thủ. Một kiếm vừa ra, lực thúc dục thiên sơn. Cái này cuồng mãnh người đàn ông giống như là một đầu tinh không cự thú, cả người man lực dùng vô tận, hắn quăng lên vậy cầm trọng kiếm đột nhiên đập ra. Còn có cái khác mấy tên đệ tử, cũng phân biệt thi triển kiếm thuật của mình, trong thoáng chốc kiếm quang trùng điệp không ngừng, giống như mênh mông biển khơi. Nhưng là những thứ này kiếm ý đối với hắn mà nói, có thể là thượng hạng đồ bổ, có thể tu bổ hư hại đạo uẩn quy tắc, hơn nữa đổi thành là cường thịnh hơn lực lượng. Vì vậy chỉ ở ngắn ngủn trong nháy mắt, những thứ này kiếm ý liền tiêu tán ở vô hình, hoàn toàn mất đi, hơn nữa đổi được vô cùng yếu ớt, giống như cá voi hút nước vậy. Toàn bộ chìm vào ác ma nhập vào người tiểu sư muội bụng trong đó. Mà đây chút kiếm ý, tại ngay lập tức tới giữa hóa thân là sắc bén sát ý. Bành! Trong hư không bộc phát ra một tiếng cực hạn nổ vang, giờ khắc này, thiên địa chấn động, càn khôn vô cực, hết thảy đều tựa như nghịch lộn lại. Ác ma kiếm đạo tựa như cùng mảnh thiên địa này sinh ra đồng tình, ầm ầm bên tai không dứt, cực kỳ to lớn mạnh mẽ. Coi như là Dạ Vô Miên nơi kỳ triển lãm tảng sáng kiếm pháp, cũng ở đây vậy cuồng bạo lực đạo dưới, hóa là vô hình, hoàn toàn tiêu tán.
Bọn họ người bộ an toàn đều kinh hãi, chính là ở nơi này loại tâm trạng sinh ra ở một chớp mắt kia, giống như đóng băng ngàn dặm, đem bọn họ cho đập được tan thành mây khói. Cái loại này uy áp quá mức khủng bố. Tại chỗ tất cả Kiêm gia kiếm phái đệ tử, cũng hóa là một tôn không có cảm tình pho tượng. Mà vậy đoạt xác tiểu sư muội thân thể ác ma, chính là ngửa mặt lên trời cười như điên. Vô hình chập trần tản ra, cấp tốc lan tràn, xuyên phá liền hư không, thậm chí đem mảnh thiên địa này tất cả đều chiếm đoạt hầu như không còn. Ở chỗ này cùng dưới tình huống, xa ngoài vạn dặm Diệp Thần bỗng nhiên lúc này thân thể chấn động một cái, hắn nơi cầm vậy cái cục sắt, bạo phát ra mãnh liệt sáng chói ánh sáng. Cái này có phải hay không vậy biểu thị, vậy che giấu ở vực sâu ác ma xảy ra dị biến. Diệp Thần ánh mắt híp một cái nhanh chóng hướng bên kia chạy tới. Cái đó ác ma thực lực thập phần cường đại, thật là tới cái này phiến kiếm vẫn không gian cực hạn. Nhưng là trực giác nói cho Diệp Thần, có liên quan tại 9 tầng trời thần thuật bí mật liền giấu ở đó một ác ma trên mình. Diệp Thần nhanh chóng vận dụng hư bia và hư linh thần mạch sao, để cho Linh Nhi mở vết nứt không gian, xuyên qua thời không, tới cái này mảnh đất giới, cảnh tượng trước mắt có thể dùng ngày tận thế tới hình dạng. Toàn bộ cánh đồng hoang vu đều bị đông thành một mảnh hư vô, hơn nữa vô tận lan tràn, tất cả hư không cũng bị đọng lại thành hư không. Diệp Thần trong lòng rất chấn động, cái này phải là kinh khủng dường nào lực lượng tà ác, mới biết đem một vùng thế giới nhỏ cho phong ấn thành như vậy. Diệp Thần hít sâu một hơi, bước ra một bước. Ác ma kia nhập vào người tiểu sư muội, lúc này đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, khuôn mặt dữ tợn, răng lợi biến dạng, chu vi hơn trăm dặm chân trời, toàn bộ đều bị ngưng tụ thành thực hình hắc khí bao trùm. Trừ Diệp Thần ra, còn có những thứ khác huyền hải thiên kiêu đi tới nơi này, trong đó liền bao gồm Thượng Quan Vân cùng Kiêm gia kiếm phái đệ tử. Liền tôn sư tỷ vậy tới chỗ này, bách hoa thần kiếm tản ra ánh sáng bảy màu. Bọn họ thấy một màn này, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Dạ Vô Miên nhưng mà thật cao thủ, ở nơi này vô tận dưới ma uy, lại có thể không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy có thể gặp, cái này cùng ma vật có kinh khủng dường nào. Muốn phải đối phó hắn, chỉ có liên thủ con đường này. Ha ha ha, bọn nhóc, cũng chen lấn tới làm ta thức ăn sao. Không tệ không tệ, xem ai biểu hiện tốt nhất, ta cái cuối cùng giết ai. Kiếm này vẫn không gian ác ma, trong lời nói vô cùng là phách lối. Nơi này thân ở chỗ này, tổng cộng có 4 tên cao cấp thiên kiêu. Trừ ra Kiêm gia kiếm phái 3 người ra, còn có Phi Vũ Tông ai cũng phàm, đứng hàng trong đó. Hắn lĩnh ngộ huyền diệu đao ý, vùng đao tới giữa có thể phách khai thiên địa, tùy ý ngông là, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa Diệp Thần, đủ để đứng hàng thập đại thiên kiêu vị trí, bọn họ đội hình như vậy, có thể nói mạnh mẽ. Thượng Quan Vân đối Diệp Thần nghiêng con mắt coi, nhưng lúc này cũng không phải là quyết chiến thời cơ tốt. Trước mặt bọn họ, còn có một ngọn núi lớn, nếu như không vượt qua nổi đi, liền chỉ có một con đường chết. Cùng lên đi, miễn phải nói bổn tọa khi dễ các ngươi đám này tiểu hoa nhi. Ác ma kia lấy được cường đại lực lượng sau đó, đổi được cực kỳ phách lối, căn bản không đem đám người coi ra gì. Thần bí khô lâu trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn, thần sắc giống vậy hờ hững, không buồn không vui. Huyền hải thiên kiêu bên này, Trương Hám Thiên hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đem hắn vậy cờ mám dạ ma long lấy ra. Sẽ để cho ra ra tới trước gặp ngươi. Trương Hám Thiên gầm nhẹ một tiếng, hắn rút ra vậy cầm trọng kiếm đột nhiên triển lãm đi, lực lượng kinh thiên động địa, liền vào giờ khắc này hội tụ thành hình. Mà vậy hung mãnh lực lượng phân tán thành 6 đạo thần quang, 6 to lớn ma ấn trên không trung ngưng tụ, cuốn lên ngút trời sóng, hướng ác ma đi. Ám dạ ma long lực lượng bá đạo tuyệt luân, nhưng là lại không có thể để cho những ma khí kia dừng lại nhịp bước tấn công. Bởi vì thượng cổ ác ma vung tay lên một cái, hắc ám lực ngưng tụ thành một cái nhỏ dài kiếm. Hắn hơi ra thanh kiếm kia, đem Trương Hám Thiên thực chất tính kiếm ý cắt là hai nửa. Mà vậy cầm ám dạ ma long, vậy trên không trung hơi ngừng. Trương Hám Thiên trong cơ thể được chấn động, hắn nhanh chóng ổn định tâm thần, lúc này mới không để cho mình rơi xuống đi xuống. Chỉ một chiêu, hắn cũng đã sa sút. Cái này thượng cổ ác ma thực lực, khủng bố như vậy. Tiếp theo, liền đến phiên cái này ác ma chủ động đánh ra, hắn vung ra một kiếm, toàn bộ thương khung đều bị vô tận hắc khí cho che giấu, tràn lan thành tai. Mà một kiếm này, vung hướng Diệp Thần. Ác ma trên mặt, hoảng sợ nụ cười dần dần hiện lên,
nhìn chằm chằm Diệp Thần, lãnh khốc tàn nhẫn. Hắn trước nhất muốn cướp được, chính là Diệp Thần máu thịt cùng hồn phách. Vô số do vực sâu địa ngục tràn ra hắc khí ngưng tụ mà thành dị thú, dương nanh múa vuốt hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần đứng sững ở ngày này tế bị đoan bầu trời, sau lưng ánh mặt trời lặn như máu, dị tượng kinh hoàng, mà trên mặt hắn, không có phân nửa vẻ bối rối, chỉ có lãnh đạm. Cho đến vậy ngập trời ma khí mau tới gần thời điểm, hắn mới nhẹ nhàng nói, buông ra tâm thần, để cho ta mượn dùng các ngươi một chút lực lượng. Cùng lúc đó, đầy trời Phật khí ùng ùng nổi lên, giống như là một tôn thời đại viễn cổ đại Phật, từ trên trời hạ xuống sắp, kim quang rực rỡ, Phật ý rồi rào. Một nơi hai màu trắng đen giao hội thần tháp, sừng sững đứng, như núi bất động. Đem những sương mù màu đen kia toàn bộ ngăn lại. Hai bên tạm thời hình thành rằng có thế. Diệp Thần nói vậy truyền đến Thượng Quan Vân, Trương Hám Thiên các người trong tai, bọn họ không khỏi được hai mắt nhìn nhau một cái, chố mắt nhìn nhau. Mới vừa chiến đấu kết quả, bọn họ vậy gặp được, Trương Hám Thiên liền đối phương nhất kích cũng không ngăn nổi. Mà Diệp Thần lại có thể ngăn lại tiến hóa đi qua ác ma. Tôn Dạ Dung cái đầu tiên đứng dậy, đem kiếm đạo của mình lực lượng tạm thời cho mượn liền Diệp Thần. Các ngươi nếu là có người tự nhận là so hắn mạnh, cũng có thể trên. Nếu là không có, trước hết trợ giúp người ta, chiến thắng cùng chung địch nhân nói sau. Một người khác thiên kiêu ai cũng phàm, cũng không biết Diệp Thần cùng Thượng Quan Vân giữa hai người ân oán, hơi làm suy tư, vậy lựa chọn đem lực lượng cho mượn Diệp Thần. Thượng Quan Vân chau mày, vẫn là không muốn, mà Trương Hám Thiên đang do dự trong đó. Hội tụ hai người thiên kiêu lực lượng sau đó, Diệp Thần khí tức trên người cực nhanh bạo tăng, trong cơ thể luân hồi huyết mạch vậy đang cháy, mượn dùng cái này bề ngoài khí cơ, che giấu luân hồi khí thế. Mà đang ở trong nháy mắt, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên mở ra, hắn hai tay bình dậy, trong đan điền phiên trào hỗn độn nguyên lực, tựa như vậy được triệu hoán, đột nhiên phóng lên cao. Đem những cái kia màu đen ma khí toàn bộ nuốt mất. Phù đồ thần tháp rung động hai cái, Phật quang đại thịnh. Đây chính là ngươi đối phó ta sức lực sao? Thượng cổ ác ma cười nói, không thể không nói phương pháp không tệ, nhưng bọn họ như thế nào đi nữa đối ngươi rộng mở lòng dạ, ngươi vậy không có biện pháp đem hai người tâm ý cùng mình hợp nhất, cuối cùng vẫn là phải bại. Diệp Thần mở hai mắt ra, lãnh đạm nói cái này không cần ngươi bận tâm. Hắn sở dĩ hướng Tôn Dạ Dung cùng với ai cũng phàm mượn dùng lực lượng, một là vì che giấu mình luân hồi thân phận, hai chính là ở chỗ này cùng dưới tình huống, thi triển ra càng cường đại hơn pháp thuật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 350.